quê em vùng núi lối nhỏ vào nhà quạnh quẽ quanh co hai bên lối vào là hai hàng xoan nhỏ khẳng khiu tháng ba đến hoa xoan rơi đẩy ngõ cánh tím nhạt nhòa mong manh vương trên tóc quyện vào vai hoa xoan là người bạn duy nhất của em khi em chín tuổi không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để em hiểu về cay đắng kiếp người tên em là gì ư em cũng có tên đấy Tên khá đẹp mà ở vùng núi xa xôi này ít được đặt. Tên em là Lan Anh, một bông hoa lan vùng sơn cước, nhưng từ bé không ai gọi em như vậy cả. Người lớn gọi em là con hoang, còn trẻ con bé bé gọi em là con điên, bởi em là con của một người điên. Em lúc đó không biết cha em là ai cả. Mẹ khi điên khi tỉnh, khi khóc khi cười, mẹ xinh lắm, đúng như người ta hay nói trẻ thái gái tuyên. Em, người con gái tuyên quang dịu dàng xinh xắn. Mẹ tên Mộc Mạc cùng tên với hàng cây trước ngõ, xoan, một cái tên đơn giản hơn cuộc đời mẹ. Mẹ xinh đẹp nhất cái thị trấn phố núi này, 14 tuổi mẹ sinh ra em trong cay đắng của miệng đời. Mẹ sinh em ra không biết khi ấy là mẹ điên hay tỉnh, nhưng có lẽ điên vẫn hơn là tỉnh để mẹ phải nghe những lời cay đắng ngoài từ điên ra họ còn gán thêm cho mẹ một vài từ cay nghiệt đứng trước là chữ con phải con chứ không phải là người vì phần người của mẹ bị người ta tước đoạt lâu rồi chỉ còn lại phần con mà thôi không phải con gái mà là con cái một con cái đơn thuần trong mắt người cha Mẹ xinh lắm Nên mới dậy thì 12 thôi Trai phố đã vây quanh rất nhiều tán tỉnh Hồng nhan một kiếp chuôn chuyên Không ai biết trinh trắng ngàn vàng kia Mẹ mất Bởi tay ông ngoại Người là cha đẻ của cả hai chúng em Tức là em và mẹ Trong bất lực của bà ngoại Chỉ biết nước mắt lưng tròng, Không làm gì hết Căng mắt ra nhìn Khi đứa con gái nhỏ tội nghiệp gào khóc Khi bị chính cha đẻ Mẹ cũng có bạn trai, người đó rất ngoan, hiền, học giỏi. Ngày ấy cũng tháng 3, mùa hoa xoan nở, mưa phùn nhạt nhòa lối nhỏ ngoài kia. Mẹ nhẹn ngào, trả lại hộp kẹo cho bác ấy. Nước mắt mẹ tràn mi khi nói. Tùng về đi, đừng có tìm xoan nữa. Chúng ta có duyên mà không có phận. Xoan chỉ là cánh hoa nhỏ cho người ta giày xéo. Tùng đi đi, và đi thật xa vào, sang bên Hàn với gia đình ấy. Quên xoan đi nhá mẹ lê bước vào nhà trong cái ê ẩm đau rát bên dưới thành đàn bà khi còn quá nhỏ và trong nỗi ê trẻ đau đớn mẹ và bác tùng là thanh mai trúc mã thuở nhỏ hay vui đùa cho đến tận lớn cũng như vậy ngõ nhỏ hoa xoan rơi đã từng phủ kín những ô ăn quan những màn đánh truyền với quả bỏng hay là chơi bán đồ hàng của mẹ và bác nhà bác tùng giàu có do có họ hàng ở bên nước ngoài, hai nhà ban đầu chỉ cách nhau có một dạng cúc tần, nơi mà đôi trẻ thường thụt thò qua lại với nhau. Mẹ hay thích sô-cô-la nên là bác hay giấu mang cho mẹ. Ngày ấy thị xã còn lạc hậu, không như bây giờ đâu, trẻ con không biết đến smartphone hay là những đồ ngon vật lạ. Bởi thế kẹo sô-cô-la từ Hàn Quốc là món vô cùng hấp dẫn. Lần nào cũng vậy, bác lấy một ít kẹo, bôi vào miệng và bôi ra tay, rồi đưa tất cả cho mẹ số kẹo có được. Lần nào cũng thế, bác ấy cười hì hì mà nói. Xoan ăn đi nhá, Tùng có nhiều mà, ngày nào có Tùng cũng mang cho Xoan ăn được. Mẹ cứ vô tư ăn và hồn nhiên cười tươi tắn, một nụ cười xinh xắn với hàm răng trắng ngần có lẽ đó là thứ bác muốn đánh đổi chăng mẹ mang hộp kẹo đi vào nhà bác mới nhặt vỏ kẹo lên mà liếm láp cũng chỉ là trẻ con khó cương nổi thèm thuồng không ngờ mẹ quay lại rồi bắt gặp mắt tròn xoe mẹ hỏi ngạc nhiên tùng sao lại ăn vỏ kẹo bỏ đi thế <laughs> thật ra tùng chỉ muốn thử xem là sô cô la như thế nào mà doan thích ăn ngon lành như thế bác gãi đầu gãi tai thú thật trong ngượng ngùng chỉ bởi bác luôn hy sinh cho mẹ hết thảy mọi thứ mà bác có mẹ ngượng ngập xòe bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ra trong đó có một chiếc kẹo mà mẹ chưa kịp ăn mẹ bóc hẳn ra ngậm một nửa rồi mớm vào miệng bác khi thanh kẹo ngọt ngào tan ra thì môi chạm môi bác ấy run lên nụ hôn đầu đời tuổi mười ba của cả hai nhưng mà con số mười ba có lẽ là con số quỷ Hôm ấy cũng là thứ sáu ngày 13 định mạch nụ hôn đầu đời trắng trong ấy đã bị một con ác quỷ trông thấy ác quỷ mang tên người cha Ông ta tức tối ôm hận khi nhìn đứa con gái mình hôn con của kẻ thù nhưng chỉ là kẻ thù của ông ta chứ đâu phải là của mẹ của bà Ân oán từ đời trước nữa khi mà bà ngoại là người yêu của cha bác Tùng nhưng bà ngoại xinh xắn lại nhu nhược yếu đuối thay vì đến với người mình yêu để cho hạnh phúc trọn vẹn bà lại đi kết hôn với kẻ lấy đi cái ngàn vàng của mình và sinh con cho hắn chứ không đủ dũng cảm tố cáo hắn ra ngoài pháp luật ngày cưới cận kề với cha của bác tùng thì bà ngoại đã đùng đùng trả lại lễ vật ăn hỏi sau đó bà đi cưới ông ngoại còn ác thú hình người chỉ vì ông ta đã đoạt đi cái ngàn vàng của bà trong một đêm tối trời vài tháng trước, khi bà ở nhà một mình, trong khi cha mẹ đi viếng đám tang. Tình yêu khi xưa thánh thiện và không có những cái toan tính hay là một chút nhục dục gì cả, nên bà chắc chắn đã chẳng bước qua nổi định kiến của người đời. Một tấm thân không còn trong trắng sẽ là nỗi nhục vô bờ, lại vô tình bị mang cái cốt nhục của hắn ta rồi bà ngoại sinh ra mẹ thiếu tháng trong con mắt của người đời ai ai cũng hiểu ra bà ngoại đã ăn cơm trước kẻng rồi mà khi còn đang yêu cha của bác tùng nhưng ông ấy cũng là người đàn ông độ lượng cũng giống như là bác tùng vậy ít năm sau ông hiểu ra sự thật thì tha thứ cho bà Hai gia đình vẫn sống cạnh nhau thật thân thiết, là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, là kẻ chiến thắng, dù là chiến thắng bằng thủ đoạn đê hèn, nhưng mà ông ngoại là kẻ thâm hiểm, thâm đọc khôn lường. Để ngoài ông vẫn ngọt nhạt với cha của bác Tùng, để cho xã hội nhìn vào, không nhận ra cái bộ mặt đê tiện của ông ấy. Còn cha của bác Tùng, ông ấy đã quá độ lượng và tốt bụng, hay là ông nhịn nhục để cho bà ngoại được hạnh phúc. Bác Tùng sinh sau mẹ tận 9 tháng, tuy là cùng năm, bởi ban đầu hận bà ngoại, cha của bác Tùng đã cưới ngay một cô gái khác. Nay thấy con gái mình yêu con của kẻ thù, kẻ mà đã làm cho bà ngoại yêu tha thiết, còn ông ấy chỉ đoạt được xác, chứ đâu có đạt được trái tim của bà. Cha của bác Tùng lại là người giàu có hơn hẳn ông ấy, làm cho ông ta căm hận đến thấu xương, dã tâm độc ác của ông ngoại đã nảy sinh. Ông ấy không muốn mẹ trao cái trinh trắng cho bác Tùng. Ông ta sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mẹ sẽ trao nó đi. Sự ghen tuông làm cho ông ngoại mù quáng hay là lương tâm của ông thực sự chẳng hề có. Điều này em không biết vì em khi ấy còn quá bé. Ngày đêm đó, ông ngoại đã lấy đi cái ngàn vàng của mẹ. Trước mắt cả bà ngoại, mở lẽ ra bà phải nên phản kháng. Nay bà lại chỉ có biết quỷ bên cạnh giường nhỏ nhẹ mà van xin. Bà cũng không dám nói to, lại còn sợ hàng xóm biết. Bà giữ cái sĩ diện hão đê hèn để làm cái gì, khi đời bà có vì nó mà điểm phấn tô son lên được đâu. Bà sinh ra mẹ đủ cân đủ lạng, như vậy ai người ta cũng đoán ra, đâu phải là đẻ non. Nhưng mà bà gạt qua lời xỉ xào, cố sống trong cái huyễn ảo thanh cao đó danh dự để làm cái gì khi con gái nhỏ bị tước đoạt trinh trắng. Bà chỉ biết khóc lóc mà nhìn từng mảnh vải rời khỏi người con gái mà bất lực trong nhu nhược. Đến khi mẹ một thân tuyết bạch trong tay ông ngoại, kẻ mà mẹ gọi là cha đẻ và mẹ ú ớ đến tuyệt vọng bởi bàn tay to lớn thô giáp kia đã bịt miệng mẹ. Mẹ cố gắng kêu la thì ông ngoại gầm gừ rít lên bảo bà ngoại. Con kia, Bịt miệng nó lại cho tao, mày có muốn cả làng cả xóm biết hay không? Hay là để tao kể nốt cái vụ ngày xưa của mày, bị tao làm như thế nào nhỉ? Tình mẫu tử trong bà ngoại không cao hơn cái sĩ diện đê hiền ảo ảnh. Bà trồm lên, bịt miệng mẹ, không cho mẹ kêu la, thế là mẹ đã oằn lên đau đớn, cùng con tim tan vỡ. Cuộc đời của đứa con gái 13 đã bị vấy bẩn, đã có một vết tràm màu đen chính cái người đàn ông này ngày xưa cũng làm bà ngoại như thế để sau cái đêm oan nghiệt đó mẹ được sinh ra rồi lịch sử lại lặp lại em sinh ra trong đêm oan nghiệt này trong những tiếng giường tiếng chiếu cót kẹt rung rung rồi những tiếng gì nữa kinh hoàng nệ xuống tấm thân yếu ớt của mẹ rồi sau đêm đó mẹ trầm cảm và u uất nhưng mà ông ngoại không buông tha cho mẹ Ông tối nào cũng giày vò mẹ rất nhiều lần bởi vì mẹ trẻ, mẹ sinh và non nớt hơn là bà ngoại hay là vì nỗi hận thù ở trong kẻ chó má như ông vẫn chưa nguôi. Phát hiện ra mẹ có thai với mình, ông ngoại đã âm thầm, hiểm bày rồi đặt quỷ kế. Ông ép mẹ phải dụ dỗ bác Tùng cho bằng được. Không thành, ông ấy dùng hạ sách cho mẹ trần như nhọng. Đúng lúc đó bác Tùng sang chơi thì lưu loa lên để ăn vạ và rồi ông đổi trắng thay đen bằng tiền. Và đúng là mẹ đã mất đi đời con gái và có thai. Nhưng mà khi xưa lạc hậu không có dám định ADN, còn người thực thi bị đồng tiền tha hóa, minh bạch không còn nên bác Tùng bị xử tội hấp diêm. Nhiều sự can thiệp nên là bác đã không bị rơi vào vòng lao lý lâu, tránh dư luận cả nhà bác phải định cư sang bên hàn sinh sống sau vụ ấy mẹ phát điên thật sự dù là khi tỉnh khi điên nhưng mà mẹ không thoát khỏi cay đắng miệng đời nên tên mẹ thành con điên con vừa mới nứt mắt ra mà đã đi câu dẫn trai còn em tên thì thành ra con hoang dù là kẻ làm cha của em vẫn sống sờ sờ ra đó người ta còn gọi là con của người điên dần dần ngắn gọn hơn, em cùng một tên với mẹ là con điên. Tên con điên của em xuất phát từ hai cái chết liền kề. Đầu tiên là ông ngoại, một kẻ đốn mạt đã phải trả giá hay là lương tâm trong bà ngoại thức tỉnh. Một bữa ông say rượu, bà đã trồm lên rồi xông đến, bà giữ chặt cổ ông. Ông chết trong dư luận của miệng đời, uống say quá cả mà chết. Đá mạ ông đi qua ngõ nhỏ hoa xoan rơi, hoa rắc lên quan tài ông tím ngắt. Đó là chút ân huệ cho ông hay là sự khinh bỉ, căm thù, xoan ném nhị, quăng hoa lên thi hài, kẻ đốn mạt. Mấy ngày sau đó, bà ngoại cũng qua đời do bị cảm, ngã ở ngoài sân. Trời trừng phạt sự nhu nhược của bà ngoại hay linh hồn quỷ dữ của ông vẫn ở lại ám ảnh gia đình em. Ông bắt bà đi theo trăng để cùng ông xuống bảy tầng địa ngục. Hai đám tang liên tiếp trong lối nhỏ quanh co u uất ấy. Bà mất khi ấy em mới 13 tuổi, không biết thiệt hơn. Em chẳng ai chăm sóc, cứ lê la hết chỗ này tới chỗ kia. Mẹ thì lúc tỉnh lúc điên, nhưng người ta vẫn nói là rổ hoa mướp. Cơn điên lên theo mùa của những cánh mướp vàng rực ở trên giàn cùng với tiếng vo ve của đàn ông lấy mật. Mẹ điên, nhưng mẹ vẫn sinh, nên nhiều người đàn ông giòm có lắm. Giống như những cánh hoa mướp rực rỡ kia, vẫn có ong bướm vo ve. Nhà còn hai mẹ con, nên đêm đêm, thi thoảng vẫn có kẻ xuất hiện. Họ đè mẹ ra và làm việc đó trước mặt em. Nhưng mà em chỉ nghĩ như là một trò đánh vật mà thôi. Còn em, ai cho gì thì ăn thì nhặt, rồi thì nuốt ba tuổi không ai dạy em đâu là cứt đâu là cơm cái gì ăn được cái gì không cả người em vấy bẩn hôi hám lấm lem mái tóc em vàng khè sơ sát như lá ngô ngoài ruộng mẹ bị làm nhục đến có bầu rồi băng huyết, và mẹ vẫn bị làm nhục tiếp tục và mẹ qua đời trong một đêm mưa gió cũng tháng ba đà ma của mẹ một con điên không mấy người đua tiễn chỉ có dạng hoa xoan u uất nghẹn ngào trong mưa bụi tháng ba mẹ đi trong hoa xoan tím biếc ngõ nhỏ cánh trắng mịt mù trộn lẫn mưa rơi mẹ ơi trời khóc cho mẹ đấy một kiếp hồng nhan bạc mệnh éo le mẹ chết em thành con điên trong xóm không ai dạy em học chẳng mấy người cho em ăn chỉ một vài phụ nữ đứng tuổi thương hại em cho em cái gì đó Em bẩn thỉu, lê lết nên chẳng ai nhận ra em là xinh xắn cả, mặc dù em thừa hưởng mọi vẻ yêu kiều. Thậm chí em còn đẹp hơn cả mẹ và bà ngoại nữa. Để rồi em lại kiếp hồng nhan, bạc phước ở đường trần. Rồi em bị đưa vào trại tâm thần, nơi em cứ nghĩ là nhà của em. Em vào đấy, ở cạnh những cô chú, kẻ thét người gào. Họ như những cuốn băng bị lỗi, dừng lại ở khoảnh khắc nào đó trong đời, có thể là phẫn uất hay là bi ai hoặc là thơ thần. Năm năm sau, em 8 tuổi tự lê la khắp trại, họ không nhốt em như là các cô chú khác vì em không phá phách, em chỉ thẩn thơ lang thang ở mọi chỗ. Thật ra đơn giản là em chơi mà thôi, những thú vui của trẻ con. Hơn nữa, em cũng được việc, em có thể đổ rác, nhặt lá, quét sân, một con điên có ích mà thật ra ở cái trại điên này mọi con điên đều có ích cả. Những tên bác sĩ y tá xấu xa khi say rượu thường tụm năm tụm ba lại lùa những chị còn sinh còn trẻ một chút rồi không cho họ mặc quần áo để họ đi lại mà ngắm nghía để thỏa mãn những cái gì mà họ thích. Đôi lúc họ còn sảm sỡ vô cớ nhưng mà có một điều là họ không bao giờ dám đi quá giới hạn. Xem ra khoác lên màu áo trắng y đức, những tên ấy đỡ đốn mạt hơn. Nếu đem so với những kẻ đã hại mẹ em ngày trước, rồi năm em 9 tuổi, cơ thể em đang dần chuyển mình thành thiếu nữ. Em soi gương, thấy mặt bầu bĩnh hơn, mắt to hơn và người em cũng mềm mại dần. Em không biết thế nào là sinh cả, nhưng những kẻ kia, những người khoác áo trắng thì nhận ra điều đó. Nhưng mà may cho em, viện trưởng mới của trại Cô ấy là nữ nên đồng cảm trăng Mới thay thế ông viện trưởng cũ vài ngày Xem xét hồ sơ Cô ấy không cho rằng là em bị điên Mà em chỉ như con thú hoang Không được dạy dỗ mà thôi Bà có chuyên môn cao từ nước ngoài về Nên có tiếng nói Mấy tay bác sĩ cũng bị cấm mấy cái trò dơ bẩn kia Thế là viện tâm thần trở về đúng nghĩa của nó Cô chính thức thăm khám cho em Dạy em học hành phân biệt cái gì trái, cái gì phải để sau giờ đây, chính em mới có thể viết lại những dòng ký ức ai oán này. Ở đời cái gì càng cấm, càng mạnh mẽ, càng kìm hãm, nó càng phát triển khủng khiếp. Em được viện trưởng cho ở phòng riêng. Bà nói em không tâm thần, cần trả em cái quyền của thiếu nhi. Được ăn mặc sạch sẽ, trải chuốt tử tế. Em lột xác, từ con điên, hóa ra công chúa nhỏ. Nhưng vịt con xấu xí, nó lột xác hóa ra thiên nga thì hạnh phúc. Còn em lột xác, là chính em, lại là bắt đầu một kiếp hồng nhan đa chuân Từ khi đó em nhận ra ánh mắt soi mói của những tên bác sĩ y tá, họ nhìn em khác hẳn khi xưa lúc em nhem nhuốc bẩn thỉu. Em không biết là em sinh mà chỉ biết là qua lời của cô Lan Nhi viện trưởng, con gái ạ, à, con rất xinh đấy, nhưng mà sao số kiếp con lại ra thế này? họ sợ bà nên không ai dám ho he gì nhiều nhưng mà em luôn thấy ánh mắt của họ rực sáng khi nhìn em đi vệ sinh vì em sống hoang dại không biết gì là xấu hổ từ trước đến nay em cứ bạ xó nào là tiện ngồi tẻ ở đấy chỉ khi những dòng nước ở trong em xè xè tuôn hết em mới đứng dậy thản nhiên bước đi ra chỗ khác nhưng gần đây em thấy đám người đó luôn để ý em. Dù cô Lan Nhi có dạy em là nên tìm đúng nhà vệ sinh mà tè, nhưng mà bản tính hoang dại chưa hết được, em vẫn như vậy. Em không hề biết rằng con gái phải mặc áo đệm nên là nhiều lúc đã khiêu khích đến họ, nhưng mà cái ánh mắt của họ cứ sáng rực lên như muốn đốt cháy em. Em đâm ra sở sợ, không dám chọn chỗ quang đãng ở trên sân trong viện mà em tự tìm những chỗ khuất hơn để tránh những ánh mắt của họ nhưng mà họ vẫn luôn rình rập dõi theo em, có người còn cố tình ngã vào em hay vỗ vào em. Một buổi tối, cô Lan Nhi không trực, cô ra sân bay đón chồng con thì ông toán viện phó trực tối hôm đó gọi em vào. Ông ta ngồi trong phòng trực vẫy vẫy em. "Ê, con kia, vào đây." Em ngơ ngác không hiểu gì hết. Ở đây họ gọi người điên theo số bệnh án, em thì lại có số là 2422, tức là con điên thứ 2422. Mọi bệnh nhân đều đã vào phòng khóa lại, chỉ riêng em, cô Lan Nhi cho em ở ngoài, nhưng mà gọi thế thì em không biết thật, em ngơ ngác mặc kệ thần thơ cầm quyển sách của cô cho để xem tranh. Gọi mãi không thấy em vào, lao điên tiết sai chị Hoa hộ lý lôi em vào trong căn phòng ánh đèn neon sáng trắng lão nheo nheo mắt nhìn em trầm trồ mày sinh đấy nhẻ nhóc con lớn chút nữa thì ngon phải biết ở ngoài chắc mày đắt giá ra phết đấy khối dai nó còn thèm nhỏ rãi ra tiếc là ở đây mày chỉ là một con điên <laughs> rồi lão chậm chạp đứng dậy đi vòng quanh em ngắm ghía đột nhiên lão ra lệnh với em bỏ quần áo ra nhanh em như một cái máy cứ thế mà làm theo lời của ông ta. Ở viện tâm thần mãi, rồi cái việc quát tháo, khi mà thăm khám là em biết. Không làm theo lệnh nhanh là sẽ bị lấy thước, đánh vào đầu, người. Trong khi chị Hoa hoảng hốt, chị ý bảo. Anh Toán, anh làm cái gì đây? Nó còn bé lắm. Và lại, chị Nhi chị có nói là mấy hôm nữa lập hội đồng giám định bệnh án cho con bé. Nó không có biểu hiện tâm thần đâu, mà chỉ là diễn biến tâm lý vô thức do là thiếu giáo dục. Anh làm thế, chị Nhi biết là không hay đâu đấy. Làm gì có cái kiểu khám ấy. Giờ lại buổi tối, ca trực này có mấy người bận việc. Chỉ có anh và em như vậy, có gì chị Nhi chị sẽ nói đấy. Cô im ngay, có muốn vào biên chế không đây? Chưa kể hôm cô đi với tôi ở khách sạn, tôi đã ghi lại rồi. Tôi hứa sẽ cho cô vào biên chế là sẽ cho bằng được. Nhưng mà đừng có quá đáng quá. Không á, à, tôi sẽ gửi cái băng video cho chồng cô. Cô hiểu không? Thôi, kệ anh đấy, có gì anh đi mà nói với chị Nhi Còn anh nói giúp em là phải giúp chứ Anh chả bảo là anh chỉ cần có một đêm hay sao Em đáp ứng rồi đấy nhá Không ngờ anh lại Cút ra ngoài nhanh Lão Toán gằn lên Đuổi chị Hoa ra ngoài Rồi đóng sầm cửa một cái Khiến cho em giật bắn người Lão trở lại nhìn xoáy vào em Dáng ngon đấy nhỉ 9 tuổi mà đã cao mét rưỡi Mỗi tội mày vẫn thẳng tuột thế này nhưng mà được cái da trắng ngọc trắng ngà mà mặt lại xinh thì Vài năm nữa mày lớn hẳn là chỗ nào ra chỗ đấy đấy Nhưng mà tới lúc đó e rằng biết đâu lại có thằng sơi mất Ăn quả non mà vẫn còn nguyên như thế này chắc là sướng hơn Em không hiểu những gì mà lão nói Chỉ sau vài va vấp lớn hơn em mới biết Còn hiện tại em chỉ như tờ giấy trắng tinh Vô thức hoàn toàn về vấn đề kia Dẫu là em thấy cảnh đó rất nhiều Lão quan em ngồi ở trên bàn Rồi bạn em phải làm thế nọ, làm thế kia Em làm theo như một cái máy mà không có phản ứng gì Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy ngượng Khi có người xăm soi chính vào mình Mặt lão cứ sáng rực lên, dán vào chân em Rồi miệng lão lẩm bẩm Ừm, vẫn chưa lớn hẳn Nhưng mà... Đúng là hàng này hiếm thật, chứ bình thường... Ừ. Đúng là càng ngày càng xinh, nhìn thế thôi là đã muốn lắm rồi. Mà sao tự nhiên lại có con rồ xinh đẹp như mày ở đây nhỉ? Tội nghiệp con bé quá, mẹ mất bơ vơ, hình như là nó không tâm thần chút nào, chỉ có thiếu đi sự dạy bảo. Nhưng họ cũng chỉ là những y tá, những hộ lý thấp cổ bé họng, họ chẳng hề làm gì được hơn cho em ngoài ngừng tiêm thuốc an thần cho em và dạy em quét sân nhặt lá đổ rác giúp họ em thành một con tiên có ích từ khi đó giờ đây 9 tuổi em sắp có ích nữa rồi đấy là thành công cụ cho bọn y tá bác sĩ nam xấu xa này em giờ đây lần đầu tiên đối diện với việc là người ta lạm dụng em nhưng ngây thơ đón nhận nó như là cỗ máy mà thôi khi mà lão lững thững tiến đến bên em rồi lão tao quát quỳ xuống ngậm lấy nó làm như ăn kèm ấy em liếc cây thước gỗ trên bàn làm việc của lão theo năm tháng cây thước đã hoen ố màu thời gian nó thấm bao nhiêu mồ hôi thậm chí là có cả máu của bệnh nhân khi thăm khám lão thường đánh khi họ không nghe lời tất nhiên với những người điên vừa phải còn nhận thức được nỗi sợ hãi còn với những người nặng hơn không biết sợ và chống trả điên cuồng họ xích lại như xích một con chó dại mà thôi những người điên là những người vô thức. Họ chết khi đang sống bởi tâm hồn và lý trí đã lụi tàn hẳn về nhận thức. Chỉ có những hành vi lặp đi lặp lại vô thức hoàn toàn. Có lẽ ở nơi khác họ sẽ được đối xử tốt hơn chăng? Họ ở cái trại này thì cuộc sống thật u tối. Khẩu phần ăn hay là thuốc thang bị bớt xén đã đành. Họ trục lợi trên lợi ích và cả thân xác của người điên, điều mà phúc lợi xã hội dành cho họ, họ cần được hưởng, xã hội vốn tốt và quan tâm đến họ, nhà nước không bạc đãi họ, nhưng có những kẻ đang núp dưới cái áo lương y lại cố tình làm trái đi. Em không điên và chưa từng điên, em không thuộc về họ, chỉ là em bị ép thuộc về họ, nên em đủ nhận thức để sợ đánh đòn và sợ cây thước to đùng ấy. Nó được làm từ cây xoan giả cỗi, cái loại cây mà em yêu, nhưng khi nó thành công cụ hành hạ thì ghê gớm lắm, bầm dập, tím ngắt và đau đớn mất mấy ngày. Điều mà em đã từng bị khi mà mới vào, em sợ ăn đòn nên vội quỷ xuống mà làm theo mệnh lệnh. Phải đói là ngạt thở, muốn ọe ra, không thể nào chịu nổi. Em đã từng ăn cứt gà, cứt chó hay cả cứt người, thứ hôi hám nhơ nhớp đó không làm cho em ọe. Nó chỉ đẩy em vào trại tâm thần này mở thôi. Khi ấy em 3 tuổi, có ai bảo em là cứt là thứ không nên ăn đâu. Còn giờ đây, cây vật to lớn như thế này, em khó chịu gấp vạn. Ai? Đau! Lão rít lên nhăn nhó, nhảy đon đót như con chó phải đòn vậy. Lão ôm lấy cây của mình, rồi co rúm kêu lên nhăn nhó đến thảm hại. Em thấy lão mắc cười quá, nên bật cười như nắc nẻ. Nào ngờ đâu, lão nổi đoá lên, sông lại, cho em một trận lão túm tóc em mà giật ngược rồi hai cái bàn tay bàn tay to lớn như hộ pháp của lão cứ thế mà dáng thẳng em chỉ gần có mét rưỡi thôi chính xác là một mét bốn mươi tám em khẳng khiu gầy yếu chứ mạnh mẽ gì đâu còn lão thì to béo nặng chỉnh chịch đến cả tạ và lão ta thì cao đến một mét bảy mươi lăm lão tra tấn em dã man một lần nữa em đau đớn, rũ xuống như tàu lá héo. Còn lão thì lão vẫn không nguôi giận đâu. Lão vớ được cái thước làm từ cây xoan già mà lao vào. Tiếng gió rít từ cây thước cứ vù vù, lạnh tai mà giáng xuống. Em chỉ biết co quáp để đỡ đòn. Em biết là sẽ rất đau đớn vô cùng khi mà bị như thế này. Cái điều mà người điên, họ đau một. Thì con bé tỉnh táo như em, đau mười. Nhưng ở nơi này làm gì có biết, có ai biết mà che chở cho em. Cha em không có, mẹ em không còn, em vật vã, một thân với đời, nên em chỉ biết nhắm mắt, chịu trận mà thôi. Tiếng con gái thét lên đau đớn, nhưng không phải em, mà là chị Hoa, chị đã chắn đòn cho em. Cái thước hung hãn, dáng lên lưng chị, khiến cho chị đỏ bừng, chị quay lại mếu máu, nhìn vẻ sợ sệt và van xin lão. Anh Toán, anh tha cho con bé đi anh Nó chỉ là đứa trẻ thôi mà sao anh nỡ đánh nó như thế này Nó đã điên Không thật là người rồi mà lại còn yếu ớt thế Anh đánh thế này thì nó không sống được đâu Em xin anh tha cho nó lần này đi anh Em cầu xin anh đấy Chị đã khóc thật sự Đôi vai chị run lên từng chặp Lúc này chị quay lưng lại phía em Nên em nhìn rõ vết thước tím lằn Nó nổi thật ra khỏi cái làn áo bờ lưu trắng của chị Chứng tỏ cái cú đánh ấy rất mạnh mẽ khiến cho chị mới như vậy em không biết vì gì mà chị bênh em có thể vì em tội nghiệp hay là bản năng làm mẹ trong chị sống dậy em không phải là con của chị vì con của chị còn nhỏ lắm nhưng mà chắc chị không đành lòng nhìn em bị hành hạ và em đã nợ chị ân tình lão ấy vẫn chưa hết cơn điên sừng sộ mà sấn tới có lẽ ở đây sau viện trưởng lão là kẻ uy quyền nhất đánh đập bệnh nhân đã quen tay nên đã thành hung thần lao gạt chị ra mà gào lên giết qua kẽ răng tránh ra cô để tôi cho con danh con này một trận nó dám hỗn láo cười nhạo tôi à tôi cho nó biết tay anh anh đừng nó là con bé tâm thần nó biết cái gì đâu hả anh đánh nó chả may mà nó lăn đùng ra đấy thì không hay đâu đấy đi ra cô có muốn bị vạ lây không đấy nó lăn đùng ra đây thì sao cơ chứ thằng toán này ạ à, anh làm cho vài đứa mất tiêu rồi. Những đứa tâm thần mà lăn co ra đấy thì sao nào? Làm cái bệnh án xác thực là tử vong là xong. Đứa bình thường, xã hội chưa chắc thì đã quan tâm. Nói gì đến mấy con dở người thần kinh ở đây? Ai người ta quan tâm? Chết đi, đỡ tốn cơm tốn gạo. Cũng đi ra ngoài cho tôi. Hóa ra mạng người điên ở đây rẻ rúm như vậy. Thua cả con chó ở ngoài đường. Nó còn có chủ quan tâm. Em run rẩy sợ hãi sau lưng chị chả biết phải làm thế nào. Chị thì vẫn hiên ngang, che chắn cho em không lùi. Chị có vẻ căng thẳng lắm thì phải. Em thấy chị cũng đang run lên, đôi bàn tay nắm chặt lại. Chị vẫn không lùi bước. Chị thổn thức nói. Hoặc là anh đánh chết cả em lẫn con bé. Còn không, anh tha cho nó về đi ạ. Chẳng phải anh bắt nó vào, cũng chỉ là muốn giải tỏa hay sao. Nó bé bỏng thế, người thì thẳng đuột, có cảm xúc gì. Nếu không có cái kia thì nó khác gì con trai, lại bé thế. Không được đâu anh ơi Anh đừng có làm thế Rồi em đồng ý Em sẽ cho anh không cần điều kiện Miễn là anh tha cho con bé Để nó được sống thoải mái một chút Em xin anh đây anh ơi Nó chỉ lớn hơn con gái như em có mấy tuổi Em không đành lòng được Anh tha cho nó anh nhé Chị nói trong đau khổ Tay chị đang lần từng cúc áo Em nhìn thấy vạt áo bay phấp phới Giang rộng theo làn gió của quả trần Lão mê chị Hoa lâu rồi, chả có gì thì chị cũng là cô y tá xinh nhất cái trại này. Chị con chồng đang nuôi con nhỏ hơn một tuổi ở nhà, mà gái một con thì trông mòn con mắt, đã khiêu khích con mắt của lão. Đúng là mưu mô trước quỷ, lão đã khiến cho chị sập bẫy. Nhưng tự nhiên, được chị cho như thế này quả là không dễ. Lần trước, được một lần là lão rất thèm thuồng nhưng mà chị cự tuyệt nói rằng khi nào mà lão hoàn thành được lời đã hứa, còn bây giờ mỡ dâng tận miệng mèo thế này, không chén thì họa là lão điên như những con bệnh của mình mới từ chối. Lao quang cái thước vào trong góc nhà rồi nhào đến chị, hối hả, dòm dòm ở trước mắt. Hình như chị ngại, ngại người thứ ba đang nhìn chị, chị khẽ khàng bảo em. Con bé, em được tha rồi, còn không mau chạy đi em không điên nên em hiểu ở lại lão sẽ cho em một trận em vội vã mặc đồ lại định đi ra cửa thì ngang qua lão lão nắm mớ tóc của em mở gầm gừ bảo coi này phải ở đến khi nào mở xong thì thôi nếu không nó đi rồi có dở mặt thì sao lão nói xong cười khủng khục rồi nhìn chị người chị lúc này đã gần như nhậu đúng là mọi thứ phơi ra trước mặt lão vào xó ngồi đi con danh không á à? đã cho mày biết tay đấy. Em kêu lên vì đau đớn, văng cả người vào tường. Mặt mày xa sầm lại, mắt mũi hoa lên choáng váng. Khi em ngẩng đầu lên, đã thấy ở trước mắt em, chị ngồi ở trên bàn. Còn lão thì đang gục mặt. Em chưa biết cảm giác đó ra làm sao, nên là em nhìn cái bộ mặt xinh đẹp, nhăn nhó của chị. Đôi lông mày thanh thoát như lá liễu của chị đang nhíu lại. Chị liên tục gỡ người lên chồng chị thật là thống khổ man dại vô cùng tay chị cố giữ chặt miệng mình để ngăn lại những âm thanh gì đó những âm thanh ấy cứ xoáy vào tai em rồi em muốn nhắm mắt vào mà cũng không được nên em đành mở mắt ra mà nhìn ngó trong tò mò đây không phải là lần đầu tiên em biết đến người ta làm như thế này với nhau em nhìn thấy cảnh mẹ em bị như thế này nhiều lần lắm rồi có một điều họ không biết đó là họ chỉ nghĩ em là một con điên, không tắm rửa vệ sinh cẩn thận nên là không liếm láp như thế kia. Em không hiểu lão làm cái trò đó để làm gì nữa. Cô thích quá rồi mà cứ hay làm bộ làm tịch ấy nhỉ. Chị xấu hổ, mặt đỏ gai đỏ gấp như vầng dương, càng làm chị thêm xinh đẹp. Chị ngượng lắm, nhưng mà có một bí ẩn sâu thẳm trong lòng chị, đó là lão nói đúng phần nào về điều đó thật. Chị lấy anh, một anh kỹ sư công nghệ phần mềm. Anh yêu máy tính hơn là yêu chị, thì suốt ngày anh ấy cứ ôm máy tính. Anh không vận động nhiều, thể trạng rất yếu đuối. Anh đồng hành cùng với chị được có vài phút thôi, và cái cuộc đó diễn ra chóng vánh, chị đủ để người ta chớp mắt. Nhưng mà chị chưa bao giờ thực sự thỏa mãn cả. Ngày chị mất đi đời con gái, anh hôm đó thật là vụng trộm lén lút ở dưới bếp nhà mình. Chị đã rất đau nhưng mà nó chỉ xảy ra chớp nhoáng nên thấy hạnh phúc vô cùng vì điều ấy cho là anh tâm lý. Nhưng mà cưới nhau rồi lại sinh ra, chuyện đó diễn ra nhiều hơn. Anh thì vẫn vậy nên nhiều đêm anh ngủ, chị vẫn nằm co do, thổn thức, khao khát. Mà giam bữa nửa tháng anh mới cùng với chị một lần còn lại là ôm máy tính mà thôi. Điều đó làm cho chị rất buồn. Nhiều khi chị cay đắng nghĩ thầm, cái máy tính là vợ cả còn chị thì chỉ là vợ hai mà thôi sự thèm thuồng khao khát ấy của chị chỉ thỏa mãn khi gặp lão tuy là miễn cưỡng thật nhưng mà lão ấy mạnh mẽ lão ấy thật lâu dài khiến cho chị đê mê lần này chị cũng muốn cho lão một lần để cố tình làm ra thế chứ chị thì cũng chẳng đại nghĩa là thánh thiện hay là hoàn toàn như là em nghĩ nhưng mà dù thế nào chị cũng cứu em khỏi cái bàn tay của lão ta và trinh trắng của em không mất bởi cái kẻ không xứng đáng ngồi tại đây chứng kiến cảnh này em cảm thấy từng hơi thở từng đường nét mặt ngây dại nơi lông mày nhíu lại của chị người con gái đang man dại trong đê mê có cả lẫn sự dằn vặt rồi họ cũng kết thúc cái chuyện đó họ dừng đồng nghĩa là em được thoát ra khỏi bàn tay của lão toán ấy cơ bản lão cũng đã quá thỏa mãn không thiết tha gì nữa về em khi em 3 tuổi, người ta làm cái điều đó với mẹ, em ấn tượng nó quá nhạt nhòa, nhưng bây giờ thì khác. Em đang lớn dần, đứa con gái trong em đang thổn thức, vì vậy em bị ám ảnh nặng nề về chuyện đó. Lúc nào trong đầu của em cũng có hình ảnh của họ, rồi em thấy dạo dực, nó xuất hiện trong cả giấc mơ, lẫn lúc tỉnh. Em điên thật rồi hay sao? Giờ em trở thành con người khác hẳn. Em đâm ra để ý cái bọn nam y tá, rồi thầm so sánh với của lão Toán Nhưng mà riêng lão Toán Thì em tránh xa Chắc là vì những trận đòn cục càn từ lão Khiến cho em sợ 9 tuổi em hoang dại Hay em trở nên một người đàn bà hư không biết Nhưng mà trước kia Em đi vệ sinh Em còn ngại mấy cái tên đó ngó ngàng Còn giờ đây em lại cố tình Để cho họ xem em Không hiểu sao cái cảm giác Cái ánh mắt đàn ông Khi họ nhìn vào mình Làm em dạo dực em không phản đối chuyện họ động tay động chân hay là lợi dụng em dù là qua lớp vải cũng khiến em thích thú có lẽ bởi em tò mò bởi vì không ai dạy em đâu là sai là trái sau trận đòn thủ tơi tả em ốm và cô lan nhi cũng biết không hiểu cô có biện pháp gì hay không nhưng mà không ai dám đánh em nữa nhưng hôm họp hội đồng giám định cho em thì đa số ý kiến đều bác bỏ chuyện em không tâm thần đơn giản số nam y bác sĩ nhiều gấp 3 lần nữ họ dù ít hay nhiều là thích khuôn mặt xinh xắn và em vẫn còn trẻ trung non tơ phải để em điên thì mới ở lại trại và họ mới có cơ hội chiếm đoạt em nhưng em thì cứ ngây thơ giữa bảy sói mở khoe thân chả biết gì là tai họa cận kề rằng mình có thể bị ăn bất cứ lúc nào tuy là bị phủ quyết định việc minh chứng cho em là không tâm thần cô lan nhi không chịu thua cuộc quyết đưa em ra khỏi nơi tồi tệ này cô bảo bác tùng là chồng mình đến nhận em về làm con nuôi dù em điên nhưng cô là bác sĩ chuyên khoa nên việc nhận nuôi em là chấp nhận được thế là em gặp người đàn ông đầu đời của em người mà em trao đi trinh trắng trong ngây thơ để rồi mãi yêu người ấy một cuộc tình không lối thoát đó chính là chồng cô lan nhi và cũng là bác tùng người tình thủa xưa của mẹ xe vụt đi trong tiếng cõi hú bụi nhạt nhòa làm mờ dần dạng xoan thơ ấu để đưa em đến nơi này cái trại tâm thần chỗ mà lòng người ích kỷ đã đẩy em đến lần đầu em và mấy người điên khác mới đến tất cả chúng em đều bị đưa đến một phòng khám khám ư có gì để mà khám chứ khi mà người điên đã điên nhưng nó là nơi buộc người bị điên phải tuân theo quy củ Lần đó có em bé nhất, còn lại mấy anh chị là lớn hơn. Có lẽ họ vẫn chưa điên hẳn hoàn toàn, chỉ như kẻ say rượu, lúc tỉnh lúc mơ mới cần khám. Những người điên thật thì gào thét, cắn xé, họ đã thẳng thừng, nhốt vào trong buồng, xích lại như là xích một con chó hoang bẩn thỉu lẫn trong cái hôi rỉnh của phân, của nước tiểu, sẵn có ở trong phòng. Khám, Tức là dạy cho những kẻ nửa mơ nửa tỉnh như vậy biết nghe lời, nên em chỉ nghe tiếng kêu khóc, tiếng thước quật bùm bụp. Đến lượt em và một con bé 3-4 tuổi ngơ ngác, họ nói với em. Mày ngồi xuống đi. Em hiểu và ngồi bể xuống dưới sàn, nhưng em không đủ khôn để hiểu. Chỉ được đứng dậy khi họ cho đứng mà thôi, nên ngồi một lát em đứng dậy và... Cây thước xoan cáo bẩn đen đúa, dáng thẳng vào em, em oản lên đau đớn, bỏ chạy, hai tên y tá đã lôi em lại. Em cắn họ theo bản năng sinh tồn mà chống trả để chạy thoát, nhưng hành động vô thức này khá giống điên. Em đã không chạy được, họ đẩy em vào cho tên bác sĩ đánh em, sau này em mới biết đó là lão toán viện phó. Lão ấy là người quen tay, lão đã không còn là lương y như tử mẫu nữa chắc là bởi lão sống ở đây lâu nên lão làng qua mấy đời viện trưởng lão mới ngoi lên được viện phó và cái triết lý người phải dùng roi voi phải dùng búa đã ăn sâu vào trong lão nhưng kể ra thì nó hiệu quả thật em và những người chưa điên hẳn kia đã rất sợ lão bởi không nghe lão ra lệnh sẽ bị rất đau đớn sau trận đòn đó em thâm tím mình mẩy ốm sốt tận mấy hôm nhưng em không điên thêm tí nào, khác các anh chị kia, những người bị đánh cho thành điên hẳn, nhưng xã hội mấy ai để ý những mảnh đời éo le ấy, những người điên do hoàn cảnh tác động nhất thời. Đợt đấy có chị trẻ lắm, hình như là bị điên do bị người ta cướp đời con gái, nhưng mà nhà chị nghèo, đã không giúp được chị, cộng với kẻ làm kia thì lại chính là cha dượng, để che giấu cái tội lỗi, ông ta đã nói là chị bị điên và gọi bác sĩ si đến mẹ chị cứ nghĩ rằng là gửi chị vào viện này là chị sẽ khá hơn nhưng mà rơi vào tay những kẻ ác quỷ khoác áo trắng này chị đã điên thật ít lâu sau đó vì chị vốn sợ đàn ông hay la hét nhưng mà mấy tên y bác sĩ kia suốt ngày cứ đụng tay đụng chân rồi lạm dụng chị hành hạ chị nhưng mà điên tức là chết khi còn đang sống như chị hạnh phúc hơn em nhiều lắm bởi vì sẽ không còn đau khổ nữa chẳng như em Ngày em rời viện về nhà cô Lan Nhi là một ngày mưa gió. Em lặng lẽ, ngoái nhìn dãy bàng giả cỗi trong sân, nơi chúng từng gắn bó với em suốt 5 năm đã qua. Em đi trong nỗi buồn lặng lẽ, với cặp mắt cay cay. Rời đi một nơi mà em từng nghĩ là nhà, dù nơi ấy có tiếng hét gào than vãn của các cô chú người điên ấy. Em về cái nơi lạ lẫm hoàn toàn đối với em, nơi em chuyển bước thành người, Lần đầu tiên trong đời, em biết về thứ mà thế giới điên không có, nhưng nó lại rất tầm thường trong thế giới người. Cái mà người ta tước đoạt đi của em chỉ vì lòng vị kỷ cho hạnh phúc riêng, đấy là em có một căn phòng để ở, có một cái giường riêng sạch sẽ, được quan tâm và chăm sóc như một đứa trẻ nhỏ. Cô Lan Nhi rất thương em, coi như là con đẻ vậy. Điều đó khiến em thấy lại một người mẹ mà em đã từng có nhưng mà cô còn tuyệt vời hơn cả mẹ em khi xưa bởi cô là bác sĩ tâm lý hơn hết cô lại không hề điên như mẹ cô hạnh phúc hơn khi lớn lên trong nhung lụa ở xứ sở kim chi nhưng ở đời ông trời không bao giờ cho ai hết cái gì cũng như nỡ lấy hết của ai đó mọi thứ như với em chẳng hạn ông trời đã tước đoạt đi từ em gần như là mọi thứ không cha không mẹ không họ hàng chăm sóc sống hoang dại trong đẩy đọa của người khác, trở thành nạn nhân của sự ích kỷ con người. Nhưng bù lại, ông trời để lại cho em cái vẻ xinh đẹp và một trí thông minh hơn người. Nên sau khi được cô dạy học và cho đi học trở lại, em đã nhanh chóng hòa nhập và học rất giỏi. Ở lớp đúng độ tuổi của em. Nhưng mà vì em chưa qua lớp 1, em chỉ có thể học dự thính mà thôi. Còn cô Lan Nhi, trời cho cô tất cả mọi thứ, trừ cái quyền làm mẹ mà thôi và cây độc không trái gái độc không con sự tàn độc ấy sau này một thân bé bỏng em đều phải gánh cả em không sai cô cũng không sai chỉ là lỗi ở số mệnh một năm trôi qua đứa con gái trong em thức tỉnh em bắt đầu hoàn thiện bản thân hơn Em tha thướt và yểu điệu hơn nhiều, em cũng nhận ra là em xinh trong mắt ngưỡng mộ của những người khác. Em nổi bật ở trường học, ở trên phố, em đi mỗi ngày, người ta chú ý đến em, khiến cho em thấy hãnh diện. Nhưng có một người chẳng hề chú ý đến em chút nào, đó chính là bác Tùng. Người con trai ấy có lẽ là chẳng xem em ra là thiếu nữ, gọi bác vì đó là người yêu của mẹ nhưng mà thực sự về tuổi tác, cái danh giới đó quá nhỏ nhoi vì 14 mẹ sinh ra em và cũng chỉ là cái khoảng cách 14 tuổi thôi. Cô Lan Nhi cũng hơn bác 15 tuổi và họ lấy nhau đó thôi. Duyên phận giữa bác ấy và cô là một mối nghiệt duyên. Sang Hàn, bác ấy trầm cảm chết nặng về cái chuyện của mẹ và đã gặp cô ấy để điều trị về tâm lý rồi cái gì đưa đẩy họ đến với nhau em không rõ khi mở cuộc hôn nhân này chẳng có tương lai bởi cô ấy do sinh lý dị tật đường sinh sản nên là chẳng thể sinh con họ đến với nhau để trốn tránh nỗi buồn của chính mình chăng em luôn thấy bác tùng u buồn đôi mắt đẩy những tâm tư chỉ nhìn về một khoảng không vô định kể cả là khi đối diện với em ngày em mới về bỡ ngỡ nhiều thứ lắm em không biết mở vòi nước không biết tự tắm cho mình khi cô ở nhà cô giúp em điều đó nhưng mà khi cô đi vắng không ai giúp em nữa và tận mấy ngày em sống trong hôi hám bẩn thỉu y như ngày em còn ở trong trại trừ lần ở trại tâm thần trong lần đối diện vô tình ấy bác tùng luôn giữ khoảng cách với em không động chạm không gần gũi lần đó cô lan nhi đã to tiếng với bác khi mà để em bẩn thỉu bác vẫn chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn dõi về hư vô, chắc là mẹ mất đã mang theo tâm trí của bác đi chăng, em vẫn nhớ cái câu mà cô Lan Nhi nói khi ấy. Sai không tắm rửa cho con bé, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nó đã rất tội nghiệp rồi, đừng bắt nó phải sống như những ngày trước đấy. Cô coi em là trẻ con, có lẽ em mãi mãi là vậy, trong mắt cô, em có lẽ chưa bao giờ lớn. Chính vì cô coi em là trẻ con nên đã để em và Tùng tự do trong căn nhà rộng lớn ấy. Nhưng sau một năm, em đâu còn khở dại như trước nữa, thành thiếu nữ, đứa con gái trong em cứ thổn thức. Em không biết là vì sao em lại thích người đàn ông của mẹ, hay là vì cái vẻ cô độc, u buồn nơi bác, hoặc là linh hồn của mẹ vẫn không siêu thoát được chăng, mẹ bắt em phải nối lại nghiệt duyên éo le của mình, để một ngày kia Em không còn gọi bác Tùng là bác nữa, mà gọi đúng bằng cái tiếng sâu thẳm trong lòng như mẹ từng muốn. Tùng ơi, em yêu anh. Em là kẻ chiến thắng trong việc chinh phục Tùng, vì em rất muốn giống mẹ và hình như là em xinh hơn cả mẹ. Khi ra em luôn trắng bóc nõn nà như người phương tây, đôi môi hồng rực đỏ không cần son phấn. ở em luôn bùng cháy những thứ mà khiến đàn ông phải kích thích khao khát nhất. Lớn rồi em đã biết ngượng về thân thể Và đương nhiên là với cả người con trai em thích Thì chắc chắn nỗi xấu hổ tăng gấp 3 gấp 4 Em luôn né tránh tùng Dù biết là anh chả bao giờ nhìn em Nhưng mà thật ra Trong thâm tâm cô gái nhỏ em đây Em lại rất muốn tùng để ý em Mỗi lúc em cúi nhặt cái gì đó trước anh Luôn lấy tay để giữ cổ áo Hoặc là mặc váy thì ngồi khép chân thật khéo Để che đi mọi thứ Dẫu có đã kín đáo đến mức là trả thể hở ra rồi, mỗi lần như vậy em cố tỏ ra kín đáo, thì trong lòng em lại hậm hực, em muốn ám ảnh ý nghĩ rằng mọi người đều khen em xinh, đều nhìn em thèm muốn, cớ sao anh thì không? Hay là trong mắt anh chỉ có mẹ mới là đẹp? Em đã từng xấu hổ bởi ánh mắt thiên hạ nhìn xoáy vào em khi mà mặc cái quần ngắn hay là ánh mắt họ rực sáng lên khi mà nhìn cái cổ áo rộng thanh thang. Nhưng mà cái cảm giác thấy họ thích mình đúng là khiến em có chút hãnh diện. Nhưng với anh, anh không nhìn lên một lần. Nhưng mà cũng có lẽ vì em không cho anh cơ hội. Thế rồi, 11 tuổi, em đã thành thiếu nữ hoàn thiện. Quần áo em căng đầy, còn tóc em dài hơn, thưa tha xuống. Em đã cao trên mét 60 rồi, sắp dỉ bằng anh đến nơi gần hai năm sống chung một nhà mà khoảng cách như là xa hai châu lục. Cô Lan Nhi đã yêu quý em như con gái thực sự, có lẽ vì cô không thể có con, bản năng làm mẹ ở trong cô đã dành cả cho em hết. Mà em thì xinh xắn, học giỏi, biết nghe lời, không ai nhận ra em, từng là con điên nữa, trừ anh. Trong hai năm, ánh mắt anh nhìn em vẫn vô cảm, lãnh đạm. Còn em thì ghen lắm, trong gần 2 năm ấy, em không ít lần vô tình thấy anh làm chuyện đó. Anh cùng với một người con gái khác mà không phải là em, tìm em đau lắm, dẫu biết là cô Lan Nhi như là người mẹ thứ hai của mình, em không biết chuyện kia sẽ ra sao và như thế nào, nhưng mà em đã thấy không chỉ anh và cô, em thấy cảnh mẹ bị người ta làm như vậy, rồi cả lão toán dê già với chị Hoa, họ đều có cái vẻ mặt đê mê ngây dại giống nhau khi mà con trai tác nghiệp mẹ bị điên em không rõ mẹ thích hay không cái trò ấy nhưng vẻ mặt của cô lan nhi khi mà được anh làm như vậy hay là cái vẻ mà của chị ấy em vẫn nhớ nên là chắc là thích em nghĩ vậy chỉ đến khi là em dụ dỗ được anh mất cuộc đời trong trắng với anh em mới biết thật sự là rất đau đau đến tận vài lần anh làm lại mà em vẫn khóc còn van xin anh là đừng có làm gì em nữa nhưng mà chẳng rời em ra em ngốc tùng nhỉ nhưng em yêu anh thật đấy anh ạ à. và em cũng hận anh rất nhiều bởi vì anh nghĩ em là mẹ cảm giác của mình bị xem là cái bóng của ai đó đau lắm anh có biết không đến giờ em biết là anh đã yêu em thì đã muộn mất rồi nếu còn có ngày mai em sẽ cố gắng không hờn không dỗi như trước nữa đâu anh ạ à. em sẽ bên anh cùng anh vượt qua sóng gió miệng đời nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc phải không anh cuộc đời không ai biết trước được cái gì sẽ đến với mình và phải đón nhận nó ra làm sao dẫu nó là khổ đau hay hạnh phúc trái đắng em cũng tưởng nếm đó là khi anh cuốn lấy em hổn hển thổn thức trong sung sướng thì cô lan nhi trở về bắt gặp và mọi thứ đổ vỡ thân em bị đày đọa nhưng mà trước đó phải nói đến quả ngọt mà chúng ta đã có đúng không anh đó là lần đầu tiên em biết anh để ý em và biết anh thèm muốn em dù lúc ấy anh chưa yêu em mà đơn giản bởi em là hình bóng của mẹ người con gái duy nhất ngự trị trong trái tim anh đã ra đi trong nghiệt ngã cuộc đời lần đó em đi học về nhà vắng vẻ không có một ai cái xe ô tô của anh cũng không còn trong gara Em lấy chìa khóa, mở cửa tự vào. Lúc đó đã hơn một năm, em đã là cô thiếu nữ xinh đẹp. Đâu phải con điên, bị đoạn đầy lang thang vật vưỡng trong cái trại nữa. Nhưng khi nhìn anh cùng với người đàn bà khác, thì tim em đau. Em không biết là em ghen, chỉ thấy tổn thương và đau đớn. Em cũng thèm được anh làm như thế lắm chứ. Trong ngây thơ của một con bé 11, em đang dạo dực điên cuồng. Ngay ở trong bệnh viện, em đã bị người ta lạm dụng. Nên là em biết Sau vài lần nhìn lén anh với cô Lan Nhi Em đã biết tự xử là thế nào Biết những ngón tay bé xíu nhỏ xinh của mình Cũng có tác dụng đấy chứ Rồi dần dần em quen Đâm ra nghiện trò đó Nhưng cũng may là em ngây thơ không biết gì Nên vẫn giữ được sự trong trắng Để trao tặng cho anh Lần đó em đang tắm Thì bỗng anh đẩy cánh cửa phòng vệ sinh Và thấy em trước mặt lần thứ hai trong đời mọi thứ phô diễn trước mặt anh như vậy lần đầu tiên là ở trong viện lúc đó em còn bé nhỏ ngây thơ còn giờ trước mặt anh đã là một thiếu nữ sắp hoàn thiện anh vốn vào để đi vệ sinh chắc là anh vội nên không nhìn ra để mà thấy quần lót và váy của em ở bên ngoài vương vãi em đã khóa cửa cẩn thận và nghĩ lần giờ này cả anh và cô đều không thể về nhưng anh đã về Điều mà em không ngờ đến được Lần đầu tiên Em thấy cái đó của anh thật gần Phải Em chưa từng thấy bao giờ vậy em lén nhìn mọi người thôi Nhưng lần đầu tiên em nhìn thấy Tất cả Anh bối rối đến sững sờ dậy lắp bắp Lan anh Sao sao con ở đây Phòng của con ở bên kia mà Từ ngày em về đây Cả anh lẫn cô Lan Nhi đều gọi em là con và dĩ nhiên là em cũng xưng con và gọi là cha mẹ như cô ấy mong muốn. Gọi mãi em cũng đâm quen rồi, chỉ là trong tim em, em chưa từng coi anh là cha bao giờ cả vì em thích anh. Em cũng bối rối lắm. Lần đầu tiên em bị người ta bắt gặp khi em đang tự xử mà lại chính là anh nữa chứ. Em ngượng chín cả mặt, cúi gằm ấp úng. Con, con em không nói được thêm mặt em đỏ dừ cúi gằm nhưng mà em vẫn lén nhìn hình như là anh cũng thích em có cảm giác với em thì phải sau cái hôm đó anh còn nói là lan anh à lần đó anh thích thật sự bởi vì là khi ấy em y hệt là xoan từ khuôn mặt đến mái tóc đến dáng dấp và em còn trắng hơn xinh hơn cả anh và em lần đầu tiên đối diện với nhau nhưng anh đã định vội quay người đi. Anh nói vội, "Lan Anh, lần sau con đi vệ sinh ý, nên về phòng của con, con lớn rồi, con gái đừng có vô duyên như vậy nữa." Em sợ hãi, ôm chặt lấy anh cho vô thức, thật sự khi ấy em sợ anh nói với cô Lan Nhi và cô ấy biết là em làm cái chuyện xấu xa, nhưng hồi đó em ngây thơ, đâu hiểu người lớn họ chỉ nghĩ là em đi vệ sinh đâu. Chứ đâu có nghĩ nghiêm trọng như vậy mà em lo sợ hãi hùng em lắp bắp thở hổn hển van xin anh trong tuyệt vọng ba tùng xin ba đừng nói với mẹ lan nhi con không có ý con không cố ý vào đây làm thế thật mà anh trừng mắt nhìn em nói nghiêm khắc mà thật ra là em không biết anh vốn chỉ có dọa để cho em sợ mà không dám chạy sang dùng phòng vệ sinh ở bên này nữa anh đang đầy đọa dọa nạt em làm cho em thót tim giọng anh lạnh băng bà sẽ nói với mẹ lan nhi về việc này con lớn rồi sao không ý thức như vậy nhất định không bao giờ bao che cho con được em sợ hãi khuỵu xuống trong sợ hãi mà tay anh đang nắm ngang lưng em không biết rằng mình đang đánh thức cái tính đàn ông trong anh một cái khao khát về mẹ xoan đã bủng cháy trở lại trong anh em run rẩy khóc toáng lên dưới chân anh vì em đúng là một đứa trẻ con bị bắt lỗi mà Em khóc ẩm ý, lô loa, vang cả phòng. Khi ấy em mới 11 tuổi, rồi em mang thân hình thiếu nữ rồi. Em có cao 1m64 đi chăng nữa, thì trong em vẫn là một đứa trẻ con 11 tuổi, không hơn không kém. Em gào toáng lên run rẩy đến tuyệt vọng. Ba, ba Tùng, đừng mà ba. Con xin ba đừng có mách mẹ Lan Nhi. Con biết mẹ ghét con, mẹ đuổi con, về lại chạy tâm thần thì con sợ lắm. Con không muốn như thế đâu. Anh cứ đứng im kệ em khóc lóc xin sỏ Khi ấy em thấy anh tàn nhẫn lắm cơ Anh ác hơn là con thú Mà em đâu biết lúc ấy Người thiếu nữ đang khiêu khích anh Cả không biết là Em non nớt như vậy Đang hấp dẫn anh ra làm sao Cộng với khuôn mặt kiểu diễm Giống mẹ của em Đã làm trái tim anh vụn vỡ hoàn toàn Rồi anh đâu biết nói gì Xin mãi thì anh vẫn lặng như băng Em sợ nhưng mà em thấy được Mọi thứ của anh Em đâu biết nó vì thế là chính em đâu. Em đã vô tình chiêu anh bằng chính thân thể mới lớn dạy thì của mình. Em ngây thơ mà nghĩ rằng Ba tùng bắt quả tang khi mình đang tự làm cho mình hạnh phúc. Chỉ bằng mình cũng làm cho ba hạnh phúc thì ba sẽ không mách nữa. Nghĩ là làm em lao tới anh tới tấp. Khao khát bao năm về xoan, mẹ của em đã trở lại nên anh trợn giống lên. Trong họng của anh như một con thú gầm gừ ba tùng ba cho cái gì vào miệng con thế kinh quá vì em ngây thơ em không hiểu đó là gì và sau này nó còn khiến em có bảo nữa nhưng giờ em đâu biết em chỉ là tờ giấy trắng thơ ngây mà thôi nhưng em đã thắng anh một bàn thắng đầu tiên anh lấy giấy vệ sinh lau miệng cho em rồi anh hiền hòa bảo em thôi con mặc quần áo rồi về phòng đi ba hứa sẽ không mách mẹ lan nhi nữa nhưng mà sau này con cũng không được tự nhiên sang đây nữa em không đợi anh nói thêm vơ vội đống quần áo trên sàn em vùng chạy ra cửa phòng ra hẳn cửa em thấy an toàn mới thò đầu vào trong mà đói cảm ơn ba tùng ba hứa là không mách mẹ đấy nhá lần sau con sẽ làm tốt hơn con bắt chiếc mẹ lan nhi đấy em ngây thơ nói ra mà chẳng hiểu nó rất tai hại nói ra cả việc em dình lén hai người họ nhưng mà em lớn lên như là cây cỏ dại. Gần 2 năm nay được giáo dục nhưng mà chưa đủ để em biết hết. Nên là chưa đầy mấy phút sau, em lại mở cửa, thò đầu vào mà bảo anh. Ba, ba hứa đi nhá, không được bách mẹ Lan Nhi. Ừ, um, cái đấy là cái gì à ba? Mà thôi, thì con về phòng đây. Em nói xong mà lườm anh cháy mặt. Anh vẫn đứng thẫn thờ ở dưới phòng với cái quần đang nằm trên nền gạch. Sự cố đó sau buổi ăn cơm cùng với nhau anh tránh nhìn em Còn em thì hơi ngượng khi mà anh đã thấy hết của em Mặt em đỏ quý gằm xuống và cơm vào miệng Cô Lan Nhi không hay biết vẫn vui vẻ chăm sóc em và anh Hai kẻ phản bội của cô mà cô chả hề hay biết gì Em tại sao quy kết anh cũng là kẻ phản bội như em Vì trong bữa ăn đột nhiên em liếc thấy anh nhìn trộm em Chắc anh không nghĩ là em có thể lén liếc trộm anh khi em đang ở trong tư thế cuối gà mặt như vậy ánh mắt sáng rực dán vào chân em ai bảo em mặc cái quần short ngắn thánh đi ở trinh trắng của em từng phơi bày trước anh em đã không biết là em có sức hút mãnh liệt với anh như vậy giờ đây em chỉ biết là ngượng ngùng trong bối rối em cúi gà mặt mà nhìn xuống sàn nhà không dám ngó anh nữa em chỉ ngẩng lên khi cô lani đưa cho em trái chuối tiêu cô bảo em ăn tráng miệng và em đón nhận nó ngay bởi cô thương em và quan tâm em lắm người mẹ thứ hai của em chính vì thế tận bây giờ chưa bao giờ em hận hay là ghét cô dù sau này trong cơn ghen cô đã đẩy đọa em không ít lần nếu không có bé chê yong hòa giải chắc là cô đối với em mãi mãi trong kiếp tình thù nhưng ngày con bé ấy đến cũng khiến cho em hiểu ghen là sao khi nó gần gũi cuốn quyết lấy anh một cách vô tư mà em đâu biết anh và con bé có quan hệ họ hàng lan anh ăn hết đi đừng có nghịch ngợm làm trò thế nữa con ăn xong thì về phòng ngủ đi nhé mai còn đi học sớm bát đũa cứ để đấy mẹ khác rửa cho con không cần phải rửa đâu cô nói thế vì nhận ra sự bất thường của anh Cô nghĩ anh muốn chuyện đó nên đã đuổi khéo em về phòng. Chỉ có điều, trong cô em còn quá bé bỏng, em vẫn chỉ là con bé điên 8-9 tuổi như hồi còn ở trại tâm thần. Em cao gần bằng cô rồi và hiện trong nhà đã có hẳn hai người phụ nữ. Nếu cô sớm nhận ra điều này, cho cuộc đời em sẽ sang hướng khác, hạnh phúc hơn em sẽ không cảm thấy có lỗi với cô vì em cướp đi người đàn ông của cô người mẹ mà em yêu quý cùng một sự tôn kính trân trọng vô cùng cô không biết rằng vì em mà anh ấy như vậy chứ không phải là vì anh ấy muốn chuyện đó ở cô nhưng đúng hơn thì chả phải là ai cả trong hai người chúng em cả em và cô lúc đó không phải là người con gái làm cho anh ấy thích một sự thật đắng cay là hai cô gái xinh đẹp đang sống sờ sở ra đó lại thua một hồn ma tội nghiệp chết trong đầy đọa u uất Đó chính là mẹ của em, mẹ Soan, một thứ hoa tím bình dị mà sâu lắng. Chỉ vì mẹ của em mất sớm nên định mệnh em mới éo le thế này. Em ngoan ngoãn về phòng, thật ra là em chỉ tỏ ra như vậy, chứ lòng em hậm hực lắm. Em muốn ở bên anh lâu hơn cơ, em về phòng, đóng cửa lại. Nhưng khi mà em nghe thấy tiếng động đó ngoài bếp, em đã như một con điên thật sự, chỉ muốn làm mọi cách, nhào ra mà xem, trong háo hức thèm thuồng. Nhưng dù gì cũng là ban ngày, em không dám, em bất lực áp tay nghe qua cửa để nghe tiếng động bên ngoài. Tim em đập thình thịch vì hồi hộp, pha lẫn sự thèm muốn. Thật ra cô Lan Nhi cũng không muốn hành sự trơ trẽn đến vậy. Con người cô luôn kín đáo, tế nhị, nhất là khi cô làm chuyện đó với anh, sẽ là ở phòng ngủ trên tầng. Nhưng vì anh muốn che giấu sự bùng nổ về em, anh đã cùng với cô mà bất chấp sự phản ứng yếu ớt của cô. Khi nghe được anh và cô làm chuyện ấy, cơ thể em cũng phát cuồng theo. Ngày hôm sau, anh say rượu, anh làm em phát hoảng. Ba, ba Tùng làm cái gì đây? Đừng làm con sợ, và chuyện gì đến cũng đã đến ba ba đừng có lại gần con nữa anh có vẻ sững hẳn lại hình như giờ anh mới thực sự hết cơn say bà xin lỗi lan anh Bà không biết vì sao đột nhiên lại thế này nhưng mà con đẹp lắm lan anh ạ à. con xinh hơn cả mẹ xoan chắc là ba đã không tỉnh táo thiếu kiềm chế anh nói xong vội vã bỏ lên trên tầng không kịp để em hiểu gì tuy nhiên là lòng em vẫn vang vọng câu nói nhưng con đẹp lắm Lan Anh, con xinh hơn cả mẹ Soan. Em hạnh phúc lắm ấy, rộn ràng cả tuần đó, nhưng mà cũng từ đó anh xa lánh em hẳn, chả còn cơ hội nào, hình như anh dằn vặt về vụ lần ấy nên là anh tránh xa em và không khi nào ở nhà với riêng em nữa. Em biết là anh vẫn luôn là người đàn ông tốt, vì thế, sự cô ấy làm cho anh dằn vặt rất nhiều, còn em thì vẫn tháng ngày bị anh xa lánh em cực kỳ đau khổ anh có biết không giá như anh đừng hát hủi hay là né tránh em anh dùng trái tim của người cha giảng giải cho em hiểu như vậy là sai trái với đạo đời là loạn vì em là con nuôi mà nếu như vậy đời em chắc không khổ anh nhỉ đúng là tình yêu không có lỗi lỗi chỉ là nó phát sinh ra sai chỗ mà thôi từ đó anh không bao giờ ở nhà một khi có em và anh lại càng không nhìn em lấy nửa giây trong khi mà anh đã làm thế với em chứ một năm ấy con bé là em lớn lên trong tuổi hận anh càng lẩn trốn thì lại càng khiến cho em thích anh rồi để ý anh rồi em đâm ra hận anh bởi cái cách anh bỏ rơi em thật ra em càng hận anh thì em lại càng yêu anh em cũng từ bỏ cái chuyện rình rập hai người với nhau bởi em ghen em không chịu nổi được nữa thấy anh với cô mà tim em đau lắm và em khóc khi đang làm cái trò rình dập đó. Nỗi đau khiến chị em ngừng hẳn cái trò ấy, em cũng thôi luôn cái trò tự xử của mình. Tuy nhiên, em bị sự ghen hành hạ trong lòng, cảm giác đó còn khốn khổ hơn nhiều, anh có biết không? Rồi một hôm nhà có khách đến chơi, nó là một con bé kém em chắc chỉ có một tuổi, thấy anh, nó nhảy vào mà ôm chầm lấy. Nó kém tuổi em, nhưng mà thật ra nó cũng đâu còn trẻ con, nó cũng đã là thiếu nữ như em đây. Lại cái vẻ ngoài khác với người của nó càng khiến cho em thấy thua thiệt. Chưa chắc là con bé đã sinh hơn em, nhưng mà chắc chắn là nó hơn em ở chỗ, nó không phải là người Việt. Thứ ngôn ngữ mà nó nói díu dít như chim hót. Cái loại ngôn ngữ lần đầu tiên trong đời em gặp để em hiểu có loại người còn nói cả ngôn ngữ khác nữa nó cuốn quyết lấy anh một cách vô tư càng làm cho nỗi đau trong em thêm đau đớn tại sao mọi người con gái đều có thể gần anh mà em thì lại không thể được em có gì sai với anh ư sai vì em là con nuôi của gia đình này hay sai vì anh đã thích em định cùng với em giáo dục là thứ làm con người ta văn minh hơn em được đi học rồi được cô lan nhi dạy về hành xử đúng sai nhưng cô đâu hề dạy em về chuyện trai gái cũng đâu bảo em rằng Em thích anh, tức là cướp chồng của cô thì sẽ vô đạo đức. Đồng thời là cha nuôi của em là sai, cô né tránh dạy em về giới tính, về tình yêu. Cô quên hay là cô vẫn nghĩ em chưa lớn, em không biết thực ra nó là gì cả và em cứ yêu anh theo cái kiểu của riêng em, nên ngay bữa ăn chiều đó em đã trả thù con bé kia, em hất nguyên cả bát canh nóng vào váy nó. Ai con bé dãy nảy hét lên, chắc là nóng lắm. Nó bị bỏng tỉ phải, còn em thì đắc chí ra mặt, hình như anh nhận ra, trừng mắt nhìn em, cô Lan Nhi thì hơi ngỡ ngàng vì điều đó, nhưng em ngỡ ngàng hơn cả là chính con bé ấy, nạn nhân của em lại cười rất tươi. Nó nói tiếng Việt rất rõ ràng, điều mà em không thể ngờ đến. "Chỉ là vô tình thôi ạ, đừng trách chị ấy làm gì cả, không sao đâu ạ." Rồi nó đứng dậy, lôi em vào phòng tắm cùng trong câu nói với nụ cười đầy ẩn ý. Thôi không sao đâu, chị vào đây giúp em thay đồ đi ạ. Em miễn cưỡng theo nó vào phòng vệ sinh, một vết bỏng trên đầu gối. Nó đang phỏng rộp lên rồi nó bảo em rằng Bỏng đau lắm đấy, nhưng mà chưa đau bằng nỗi đau trong tim chị. Chị yêu anh Tùng có phải không? Khi nãy em có thơm vào má anh ấy, chị có biểu hiện ghen. Đến khi mà chị làm thế này thì em biết chắc rồi, nhưng mà em không trách chị đâu. Chị yêu một người không thể yêu Em đã từng như vậy nên là em biết rõ Em tha thứ cho chị Với điều kiện là chúng ta là bạn nhé Em ngỡ ngàng Khi ngón tay nhỏ nhắn của nó dơ ra Một cái ngoác dao kèo giữa em và nó Đã thực hiện Thế là em có bạn Một người bạn thân đầu tiên Và cũng là cuối cùng của đời em Nhưng mà người bạn này Đã đến quá muộn rồi Vì khoảng cách giữa em và anh đã khác em tâm sự với nó rất nhiều em giấu trong lòng cái sự kiện của hai chúng ta tối hôm ấy em không nói ra những việc mà em ân hận đến tận bây giờ nếu không tất cả đã khác rồi anh ạ à. chúng ta không phải kẻ có lỗi con gái dễ gần nhau lắm anh biết không dù là con bé nó chủ động tìm đến em nó nói rằng đã xem hồ sơ của em từ trước và cô Lan Nhi đề nghị đề nghị nó tiếp cận và làm bạn với em cũng là một liệu pháp tâm lý mà cô dành cho cô muốn em thành con người thực sự một đứa con gái đúng nghĩa ở trong tim cô nhưng em đã vì anh bỏ đi chữ người chỉ làm con thôi đấy phải em đã dụ dỗ anh cho bằng được tháng ngày tiếp cận với cô bé kia em đã nhanh chóng khôn ra em đủ thông minh để khai thác được con bé những điều mà em cần nhưng nếu trời để cho một đứa con gái vừa sinh vừa thông minh thì cũng là yếu tố khiến cho đứa con gái ấy trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết Em biết trang điểm cho em đẹp hơn, biết cách trêu anh bằng những đường cong mềm mại của mình. Em tấn công anh theo một kiểu một cô gái Hàn mà em học được, một sự chinh phục chủ động đầy toan tính. Nhưng lý trí anh thì quá mạnh, khiến em chưa thể thắng ngay được. Chỉ đến khi vô tình trò chuyện với cô gái Hàn này, đàn ông ấy muốn biết họ thích mình đến đâu thì phải xem họ có ghen khi mình đi với người con trai khác không. Và em đã tìm được trong đám bạn của con bé, một người bạn trai đang rất thích em để anh ấy khiến anh ghi ăn. Sở dĩ em có động lực là một chuyện khác nữa. Hôm ấy đi chơi với cô gái Hàn đó, em đã xin phép sang nhà cô bé đấy. Ngày khi cô bé đấy có chuyện đột xuất về nước, em lại trở về sớm hơn dự định cả một ngày rưỡi. Em trở lại căn nhà của mình, nó vắng vẻ, Tim em lại ngập tràn, em nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh, lúc thì là gian phòng bếp, lúc thì tưởng tượng ra dáng anh cao lớn ở cầu thang và cả ánh mắt cương nghị, lạnh lùng nơi anh, nó luôn lẩn tránh em bất cứ lúc nào khi mà em xuất hiện, bởi nó làm cho tim anh đau đớn vì em là mẹ xoan trong mắt anh. Em xin lỗi, vì đến khi em biết rõ điều này thì đã quá muộn, chúng ta chẳng thể quay đầu nữa rồi, để mà cô Lan Nhi đau khổ tột độ còn con bé người hàn kia cũng chết lặng khi mà biết em với anh yêu nhau lén lút và ở trong bụng em khi ấy đã mang một sinh linh bé nhỏ với anh nhưng cũng là do bắt đầu từ buổi về nhà đột xuất đó em vào tắm mà không thèm khép cửa bởi em nghĩ là nhà có ai đâu ngoài em cơ chứ khi em vào thì nó đã khóa trái rồi mà xe của anh và cô đều không có ở nhà em cứ vô tư tung tăng với làn nước tí tách Em còn múa nữa, những cái điệu múa hàn mà học từ cô bé kia. Em không biết em đang diễn cho anh xem đâu. Em chỉ dừng lại khi linh cảm có ai đó đang nhìn mình. Em dừng lại khi thấy anh đứng ở giữa phòng. Anh đứng nhìn em tắm mà. Anh dình trộm em sao? Mỗi phút ngỡ ngàng, em xấu hổ, che mặt. Hành động vô thức nơi em chỉ càng khiến cho anh dạo dược lên mà thôi. Anh thì đang mặc bộ pyjama. Mọi thứ đang tố cáo anh một cách rõ ràng. Em ấp úng, thốt lên trong hoảng hốt. Câu nói của em chỉ mang tính bản năng con gái, không trách anh. Như lúc đó, khi em nói. Bà, bà Tùng, sao bà lại dình xem con tắm? Bà đi ra ngoài đi, đi ra. Nó thẳng tắp thế kia, mà ba cứ bảo là không thích con đi. Không thích con, sao mà cứ nhìn con tắm chứ? Đạo đức giả, bà cũng vẫn muốn con, nhưng sao mà ba lại hát hủi con? Câu nói tựa như gáo nước lạnh, nó dội vào mặt anh Anh tái mét Anh không nói lên lời Không cả một câu xin lỗi Anh vội vã bước ra khỏi phòng Em bừng tỉnh chạy theo đến gần cửa Thì bắt kịp anh Người em ướt át Em bật khóc nức nở Nói trong nghẹn ngào Ba, ba đừng đi Sao ba không dám thú nhận là ba thích con Mà ba cũng đừng ấy con rồi đó thôi Ba, đừng đi Con thích ba Con muốn ở bên ba Con muốn ba làm điều đó như ba vẫn làm với mẹ Lan Nhi. Mẹ có thể, sao con lại không chứ? Em có danh ma hơn thật, nhưng khi đó em cuống và lại em cũng quen gọi anh là ba Tùng. Giá như em đừng dùng đại tử nhân dương ấy, em nói rằng em thích anh, em yêu anh thì sẽ khác. Từ anh và em có thể gợi lên trong anh về mẹ Soan, người con gái anh yêu tha thiết. Còn từ ba, con, thì nó lại là cái tát nặng nề, dáng vào lương tâm anh. Anh đã từng vì mẹ Soan mà u mê đến mức cướp trắng đời con gái một năm trước. Chứ để bình thường, đàn ông chính trực trong anh sẽ không bao giờ đi làm cái trò đổi bại ấy. Với con gái của người mình yêu, của chiến giữa phần con và phần người trong anh lần đó, thì phần thắng thuộc về phần người. Bởi cái tiếng ba con, anh gạt mạnh em ngã ra sàn, rồi anh vội vàng đi qua cầu thang. Em nằm dưới đất tức tối, nhìn bóng anh vội vã trốn chạy. Em gào tướng lên, đẩy hận thù với anh. Được rồi, bà cứ chối bỏ con không thèm động đến con thì thôi. Bà không đáp ứng đòi hỏi của con, thì con sẽ cho người khác. Để rồi xem, con ghét ba, con căm thủ ba. Một năm trốn chạy con thế là đủ, con sẽ tìm người khác. Em đã dẫn anh ấy về vào cái hôm khi mà anh ở nhà, còn mẹ Lan Nhi thì đi công tác vắng nhà sau sự cố ấy anh đã lảng tránh em ở cấp độ cao hơn nhưng thật sự em cũng lại phát hiện ra anh hay nhìn trộm em hơn bất cứ khi nào em tỏ ra lơ đễnh là anh đều nhìn em hết trong bữa cơm ba người anh vẫn hay ngó trộm em khi mẹ lan nhi bảo mang cà phê cho anh uống em thường cố tình cúi thấp cho anh nhìn tuy là mắt anh vẫn nhìn vào trang báo trên tay nhưng em thừa biết anh vẫn liếc nhìn em Tim em đập rộn ràng khi nghĩ anh thích em. Còn lần nào anh kiềm chế được thì em hậm hực ghê lắm. Cho mèo vờn chuột của em còn chưa dừng ở đó. Em cứ giả vờ ngây thơ như không biết gì khi mọi người cùng xem tivi ở phòng khách. Em ngồi tót vào bọc anh mà nũng nịu, đùa cợt. Em cố tình khiến anh nóng rực, chắc hành hạ anh lắm. Nên tối đó anh rất dữ dội với mẹ Lan Nhi. Ở tầng 1, mà em vẫn nghe thấy tiếng của mẹ vọng xuống Nhưng em không đi dình như xưa nữa Em chỉ ngồi lì trong phòng Với nụ cười đắc thắng Cùng cái ý nghĩ ma mãnh trong đầu Đấy, cứ bảo không thích đi Rồi anh sẽ còn khổ Vì cái tính sĩ diện ấy nhá Em nhiều lần dẫn anh ấy đến nhà chơi Để chọc tức anh Anh đúng là đã có biểu hiện tức tối Khi em ôm vai bá cổ anh ấy Hôm đó em đã khiến Giọt nước tràn ly Biết là không có mẹ ở nhà Em đã cố tình và chiêu tức anh. Em đóng sầm cửa. Cái cửa rõ mạnh như một lời tuyên chiến. Nhưng em đâu có chốt cửa hay là khóa gì. Em cố ý chờ anh xông vào. Em đưa cho anh ấy cái phone để đeo vào tai. Bảo anh ấy nghe thử đoạn nhạc mà em thích. Em cố tình bật tiếng lên thật to để anh ấy không biết là em diễn trò. Cái cửa nó cách cây giường ngủ một đoạn anh ấy cứ chăm chú nghe nhạc mắt anh ấy hướng ra ngoài cửa sổ xa xăm em biết anh ấy thích em lâu rồi xin lỗi trông dê anh nhá lẽ ra người con trai em chọn phải là anh thì cuộc đời em sẽ ít nước mắt hơn chăng và chúng ta chỉ hơn nhau có một năm tuổi xứng đôi vừa lứa đúng là trai chưa vợ gái chưa chồng em ra sát cửa mà thừa biết là anh đã đến gần cửa bởi lúc cùng với anh trông dê vào thì em đã nghe kỹ bước chân của anh. Em giả tiếng của cô Lan Nhi hàng đêm, nó đủ làm anh phát điên lên trong tức tối thì phải. Khi anh đạp cửa vào, em đã chủ động kịp chạy lại gần anh trông ghê Anh vào mở mặt xa xẩm, nhất là nhìn ngay ra cái quần lót của em. Em cố tình thả nó ở đấy cho anh thấy mà. Em còn giả vờ bảo anh ấy là bị bụi mắt để anh ấy thổi bụi cho mắt em anh ở ngoài dĩ nhiên sẽ tưởng là bọn em hôn nhau đấy nhỉ anh điên cuồng sấn tới lôi trông dê ra khỏi em một cú trời dáng vào mặt anh ấy điều em không ngờ là anh có thể làm lúc đó quả thật là đàn ông ghen thật là khủng khiếp anh còn đuổi anh ấy ra khỏi nhà ngay lập tức trông dê tội nghiệp chỉ nghĩ là cái trận đòn của người cha phẫn nộ nên có thể vậy anh đã được an ủi hơn phần nào xin lỗi anh đuổi anh trông dê đi, xong anh quay lại, mặt hầm hầm, anh bước vào phòng, thấy em đang nghe nhạc. Em biết là em đã thắng anh trong cái vụ này rồi, em thản nhiên nhìn mặt anh đầy đắc chí Mặt anh sưng lên, đi sầm sập vào phòng. Đứng trước mặt em, anh quát lên đầy phẫn nộ. Lan Anh, không được làm như thế nữa, nhớ chưa? Không được mang trai về nhà ngang nhiên, làm cái trò đó nhé, cấm em đấy. Em vênh mặt lên, đầy ngạo nghễ nói. Làm trò đó thì sao? Con thích anh ấy mà. À, mà ba vừa nói gì ấy nhỉ? Ai là em đấy? Con là con gái của ba nhá. Em không biết. Trong lúc tức giận, anh lộ ra sơ hở. Hóa ra, anh chưa từng coi em là con gái thật. Từ em, nó đã hiện hữu trong anh lâu rồi. Từ cái đêm mà anh suýt cho em thành đàn bà đó, tức là anh cũng yêu em. Chứ không phải là không, đúng là cái gì càng trốn tránh thì nó càng đậm sâu hơn thì phải. Em đang dương dương tự đắc thì không ngờ anh giật phát cái tay phôn ra, bàn tay anh tham lam lắm. Em sẵn sàng cho anh, tuy nhiên khi đó anh điên cuồng quá, anh hùng hục kiểu thô bạo. Em khi ấy tuổi thích thú, đâm ra sợ hãi thực sự, em run lên cầm cập khi mà hàm dâu chưa cạo của anh. Anh ghen dữ dội và chút hết giận dữ vào em. Lan Anh, vậy là em... Em vừa... Nó là lần đầu sao? Không phải em với cậu kia đã... Có phải là anh đã... Vì ghen, anh không gọi em là con nữa. Anh thật sự coi em là người yêu lâu rồi nên vậy. Nhưng câu từ ấy khiến cho em hạnh phúc hơn là từ con. Em bẽn lẽn gật đầu, bảo anh trong xấu hổ. Cúi mặt xuống sàn, em nói đầy ngượng ngập. Vâng, lần đầu của Lan Anh đấy Ba đã làm chuyện đó Lan Anh đã hoàn toàn thuộc về ba Đau, nhưng mà con thật lòng cho ba đấy Còn trông dê Con và anh ấy chỉ là giả vờ Chưa từng có gì cả Thật đấy, con không nói dối đâu Nhưng... Nhưng như vừa nãy Thì con đau quá Không lẽ làm chuyện này đau đớn như vậy sao? Thật ra cả anh và em khi đó đều ngây ngô, anh tuy làm nhiều chuyện đó, nhưng lại lần đầu anh mới biết thế nào là còn và mất. Cô Lan Nhi vốn đã dày dặn chinh chiến trước đó rồi, nên anh thấy khác biệt là đúng. Chưa bao giờ em trải qua hai lần liên tiếp, phải chăng em hấp dẫn hơn cô chăng? Em đang ngân liệm đi, chả biết gì, trong lần thứ hai ấy. Hôm sau tận 10 giờ, em vẫn chưa dậy nổi, và rồi em bị ốm luôn, không biết là vì quá sức hay là anh để em ngủ trong nhiệt độ máy lạnh quá thấp em bị cảm trong khi anh vội vã chạy trốn về bên cô lan nhi người vợ chính thức có hôn thú với anh còn em lúc ấy em là cái gì hả anh con gái nuôi chắc không phải người tình thì em lại càng không vì khi ấy trong tim anh còn đang phân vân giữa em và mẹ xoan chúng ta đến với nhau vì thú tính chứ đâu phải vì tình yêu thực sự cô lan nhi xuống chăm sóc em khi em ốm cô đang ngửi thấy cái mùi của anh để lại cô chưa nghĩ ra là anh thôi chỉ có chút thoáng qua cô nghĩ em liều lĩnh dẫn bạn trai về đó bởi cô từng thấy em đưa trông dê về mấy lần cô đã không cho anh vào vòng nghi vấn nên thân thể nhỏ bé em đây đã may mắn thoát cơn thịnh nộ sư tử của cô nhưng đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma khi em dần dà hiểu ra thân phận của em chấp nhận lén lút với anh nhưng mà mỗi bữa ăn cơm bên nhau đối diện với cô trong tim em đau nhói vô cùng cũng bởi cô vẫn luôn chăm sóc em giống như con đẻ nhưng mà em bị một thứ đam mê khác trói buộc khiến cho em mở mắt bởi sau vài đợt đầu đau đớn kia thì em bắt đầu có cảm giác em thèm tuy là trong vụng trộm đi nữa nhưng mà em đã phát cuồng hình như còn vì cái thân phận làm vợ lẽ nữa. Tuy phụ phàng, nhưng thật, bởi chỉ là kẻ đứng sau cô. Anh chỉ dám tìm em khi cô đi vắng hoặc là cô đang ngủ mà thôi. Tháng ngày đó em điên cuồng với anh bởi cái sự tò mò khao khát của một đứa con gái mới lớn. Em đã không nhìn ra sự hiền hạ của thằng đàn ông như anh lúc ấy. Anh chỉ biết thỏa mãn với em, chứ đâu biết bảo vệ em đâu. Khi mà cái ngày kinh hoàng ấy ập đến, em mới nhận ra trong cay đắng. Anh quá hèn bởi khi đó em bắt đầu ốm nghén. Là một cô gái ở trong ngành y, cô Lan Nhi nhanh chóng nhận ra cô đưa em đi khám thì cũng là lúc cái thai đã 2 tháng tuổi. Cô hỏi em ai là tác giả, em đã ngây thơ và không ngần ngại nói thẳng ra là anh. Mặt cô tái mét đi, đến nỗi dễ sợ. Lần đầu tiên em thấy cô như vậy. Nhưng cô ôm em vào lòng Khóc nức nở Tội nghiệp con gái nhỏ của mẹ Con không có lỗi trong chuyện này Con của mẹ quá bé bỏng và ngây thơ Người đáng trách không phải là con Rồi cô chất vấn anh sau đó Nhưng anh chẳng đủ can đảm nhận Anh đã quá ư hiển hạ lúc đó đấy ạ Nhưng tại sao em vẫn yêu anh Em không biết Bởi con tim có lý lẽ riêng của nó Cả vì sau này Khi mà anh biết là sống thực Cho tình yêu của mình anh đã không dám đứng ra để nhận việc đã làm, nhưng mà kết quả giám định ADN là cái tát trời giáng với anh, đứa con mà em mang là chính xác 100% của anh. Lần đó cô Lan Nhi tha thứ cho em thật sự, cô chỉ thủ ghét em khi lần thứ hai em đã cố tình cướp đoạt anh đi khỏi cô mà thôi. Yêu và hận, ranh giới nó thật mong manh anh nhỉ. Yêu một người để rồi hận người ấy, ranh giới mong manh này rất dễ xâm phạm. Nhưng với em đã không như thế. Em đã không hận anh, do anh hèn hạ như vậy. Anh không dám nhận em và con, đó là nỗi nhục của thằng đàn ông là anh. Em cũng mới nhận ra con người của anh thật nhu nhược. Có thể mẹ Soan không ở bên anh cũng là một hạnh phúc. Ông trời hình như còn có chút công bằng với mẹ. Còn em thì tự hỏi, em thì có được đón nhận sự công bằng ấy không? Chắc chắn là không rồi, vì em sai ở chỗ, em yêu chồng của người khác. Cô Lan Nhi đưa em đi khỏi căn nhà đó. Rời xa anh, xa đi kỷ niệm chúng ta có, nơi anh và em từng cuồng nhiệt, đam mê. Nơi em đến là một bản vùng núi xa xôi, nó không phải quê của em đâu, nhưng lối vào nhà cũng có dạng hoa xoan nhỏ, nó mọc thẳng tắp theo đường đi, chứ không quanh co như ngõ nhỏ ấu thơ. Cô để lại em ở đó, cùng một bà già gần 80 tuổi bà ấy hình như có họ hàng với cô thì phải ngày cô về lại thành phố cô nắm tay em nghẹn ngào bảo mẹ đưa con lên đây không phải là trừng phạt con con không có tội đứa con của con đang mang lại càng không có tội con ạ à. con ở đây và sinh nó ra đời đi nó có quyền được sống mẹ sẽ giúp con để con sống thật hạnh phúc con còn quá bé lại không được giáo dục cẩn thận kẻ đáng trách là người đàn ông của chúng ta anh ta đã thật sự không tốt chút nào. Lẽ ra anh ấy phải đối diện cả với pháp luật, bởi vì con chỉ mới 12 tuổi thôi. Tuy nhiên, hãy để anh ta đối diện với tòa án lương tâm đi. Hứa với mẹ là tránh xa cái con người ấy con nhé. Anh ta không thể nào mang cái gì tốt đẹp đến cho con hết. Cô nói đúng về điều này với em, nhưng chính cô lại không xa nổi anh, dù biết anh là đều như vậy. Anh đã quỷ xuống xin cô tha thứ, thậm chí là hứa không tìm gặp em nữa Ừ thì không gặp, nhưng con của anh là một phần của anh, anh cũng đành lòng dứt bỏ vậy sao? Nhưng em quá bé để hiểu chuyện đời, và cô bé Hàn Quốc cũng nói với em quá muộn. Hoa xoan nở rồi hoa xoan lại tàn phai trong mưa bụi, thu đến xuân sang, thời gian đã thấm thoát trôi. Em đã sinh con ở cái tuổi 13, tại căn nhà ấy, trong đau đớn và cô đọc. Đàn ông vượt biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình, Câu ấy chính là trí lý vô cùng. Bà thì quá già lại điếc, gần 80 tuổi. Bà ngã ngãng, lãng tai cũng là chuyện thường thôi, nhưng nó là bất hạnh cho em. Một con bé 13, lần đầu chuyển dạ, em đau đớn vật vã trên sàn nhà kêu khóc. Đau lắm, anh có biết không? Đau hơn cả khi mất cái ngàn vàng nhiều, nỗi đau dài dẳng kéo dài hàng giờ trong đau đớn em đã không gọi tên anh bởi gần một năm qua không có anh em đã quên đi rằng anh từng hiện hữu trong em mọi khi không có cô thì sẽ có bé sejong ở bên thời gian này hai người luôn phiên nhau túc trực bên em nhưng mà sejong đi chợ đã về muộn vì cơn bão bất ngờ đấy cũng là sự trừng phạt cho em có con với người không nên có tự sinh và tự diệt như vậy đó anh có biết không Xê dông ướt nhượt và hoảng hốt nhào đến bên em. Em ấy kịp giúp em đỡ đứa bé mới lọt lòng ra vội vàng. Một hộ lý bất đắc dĩ em ấy vừa thao tác vừa cuống cuồng gọi cho cô nhờ cô tư vấn giúp đỡ cách đỡ. Cuối cùng thì đã mẹ tròn con vuông. Đó là may mắn cho em và con. Nếu như chẳng có dông kịp về ở bên cạnh, hai con bé con làm chuyện của người trưởng thành phải làm. Hai chúng em, hai đứa trẻ 13 và 12 vui mừng đón nhận một đứa trẻ nữa. Vậy là ba đứa trẻ con ở bên nhau đấy anh ạ. À. Em trẻ con thật đấy, nhưng tình mẫu tử của em thì không trẻ con. Nhìn đó em thêm mạnh mẽ mà sống. đều cả cô Lan Nhi và Xê Do ngạc nhiên khi ít lâu sau em từ chối mọi chu cấp từ cô để em tự nuôi con một mình. Bởi em cảm thấy có lỗi với những người tốt với em. 15 tuổi, em đã thành bà mẹ đơn thân mạnh mẽ hơn em tưởng bàn tay em không còn mềm mại như trước nó chai sần vì cầm dao cầm cuốc em trồng sắn trên đồi và nuôi heo nuôi cá làm mọi việc của nhà nông vẫn làm trên cái mảnh đất ấy em đã đổ không biết bao mồ hôi em và con lớn lên mỗi ngày theo thời gian thì bỗng dưng anh trở lại khi ấy em đang hì hộp kéo xe cải tiến ra chợ bán sắn Cây sợi dây chẳng chéo qua vai, nghiến xuống kèn kẹt Nhưng em đủ mạnh để chịu đựng và đi tiếp 15 tuổi em vẫn xinh, nhưng đen và xấu đi nhiều Ở nơi thôn quê hiền hòa này không ai thô lỗ với em Chắc ở đây cái thôn miền núi này tình người không bị điên anh ạ à. Nhiều anh thanh niên trẻ sang giúp em trồng sắn, trồng ngô Nhưng không ai vì thích em mà làm quá đáng Họ tôn trọng em vì em biết đi lên, biết bươn trải. Con em ở nhà do bà trông hộ, nhưng rồi bà cũng ra đi. Theo tiếng gọi của tổ tiên, nó lại bơ vơ như em khi trước để tự lê la khắp nhà. Sejong em ấy về nước sau khi em sinh một thời gian và đã không trở lại Việt Nam với mẹ con em trong một thời gian rất dài. Anh sang trọng. Trong cái ô tô bóng loáng, quần áo anh không một nếp nhăn, sự sang trọng xa hoa ấy, anh có nó, có che được cái lương tâm hiền nhát của anh không? Em ướt nhẹp mồ hôi trong nắng, nhờ mắt nhìn cái người đàn ông xưa cũ của mình, cha của cái đứa con gái nhỏ đang tự lê lết chơi một mình ở nhà. Anh vẫn cao lớn, vẫn đẹp trai như vậy, hút mắt bao cô gái trừ em. Em gặp anh không mừng cũng không ngỡ ngàng, em thản nhiên lạnh lùng mà nói, cuối cùng anh cũng đến sao lan anh anh tìm em không chỉ một năm đâu suốt những năm đó anh đã đi rất nhiều nơi tìm em lan nhi đã giấu không cho anh biết là em ở nơi nào vì vậy các tỉnh huyện ở phía bắc anh đã đi gần hết em nhìn đây này đây là nơi cuối cùng anh đến ông trời đã không phụ công anh cuối cùng anh đã gặp em anh dơ ra một quyển sổ nhầu nát theo năm tháng, các tên địa phương dày đặc, bị gạch đi theo tháng ngày. Một thoáng mắt cay cay, lệ em nhòa, em cứ nghĩ là anh quên mẹ con em cơ đấy. Nhưng em chợt thấy say sầm mặt mày, rồi em ngất lịm đi trên mặt đất nóng bỏng. Em bị như này không chỉ một lần, nó xuất hiện từ khi em 14, nhưng càng gần đây nó càng nhiều hơn. Em nghĩ rằng em bị thiếu máu hoặc là do em lao động quá sức mà như vậy. Chỉ khi xe trở lại bên em sau này, khi em vào viện, để rồi em mới biết sự thật cay đắng. Nhưng khi ấy em vẫn vô tư lắm, chả có biết gì. Em tỉnh dậy, thấy anh ở bên em, đang lo lắng nhìn ngó. Dưới nền nhà con vẫn vô tư chơi nghịch với bụi đất. Chỉ là em không để nó bẩn thỉu như em khi xưa thôi. Anh hôn em, một nụ hôn mà em đã quên từ nhiều năm trước. Bàn tay anh lại sụp xạo theo thói quen. Đúng là đã lao vào nhau thì nhớ nhau cả đời nên em đã không phản kháng anh em chỉ biết ơ lên thổn thức trong cái bùng cháy trở lại cái áo dần dần rời bỏ em 15 tuổi trong nắng gió mặt em đen sạm đi nhiều không xinh như khi bên anh nhưng những chỗ khác vẫn trắng bởi em giấu nó sau lớp áo của tháng ngày mệt mài lao động em lại chưa từng có ý làm chuyện đó với ai hết bởi con đối với em là tất cả rồi. Nhìn con vui con cười, biết bao mệt nhọc đều tan biến. Em hồn hển thở gấp. Ngoài sân đom đóm lập lòe ngõ nhỏ, trời mịt mùng âm u trong lúc trăng hạ khuất mây. Tiếng cú rúc đều đều ở đầu trái nhà, chắc là cũng đã không còn sớm nữa. Thôn nhỏ bình yên này, người ta tôn trọng nhau lắm. Dù em là bà mẹ xinh đẹp, đơn thân, ở trên ngọn đồi hẻo lánh, nhưng không một ai có ý xấu với em cả. Có lần sơ suất em để lửa cháy cả trái bếp. 3 giờ sáng, mọi người vẫn đến dập lửa. Hôm sau, thanh niên trai tráng đến giúp em làm lại nhà. Cứ bảo dân bản miền núi là tông giật, là ngu ngốc. Nhưng họ ngu ngốc vì họ có tỉnh hơn chăng. Họ ngu vì họ tử tế hơn chán vạn dân thành phố áo lụa lượt là Có anh đã mang dê, mang trâu đến để xin cưới em. Nhưng em chối từ hạnh phúc ấy. Nhưng chẳng vì thế mà người ta ghét em, càng không dùng những thủ đoạn dơ bẩn để cưỡng đoạt em. Họ có thể lùn về văn hóa thật, như dân thị thành khinh Miệt vẫn gọi. Nhưng lương chi trong họ thì không lùn. Họ vẫn cứ giúp em vụ mùa thu hoạch, lập lại mái nhà cho em khi nó bị rột mà chả có nghĩ gì. Em tiếc là mẹ xoan của em đã không sinh ra ở nơi này. Nếu không cuộc đời của em sẽ khác. Nhưng lúc đó em không nghĩ được gì ngoài khao khát lửa tình. Bản năng con cái trong em chôn vùi bao ngày tháng đã bị anh đánh thức. Trong khi con thì vẫn tròn xe mắt dưới nền nhà nhìn lên. Hai tuổi, cha con chả biết gì đâu. Càng không biết người đang nằm bên mẹ là cha đẻ mình. Người cha bao năm đã chẳng một lần chăm sóc nó. Em nhìn con mà ngượng đỏ cả mặt rồi em biết nó ngây thơ. Gái một con trông mòn con mắt. Em thấy mắt anh lại sáng lên như hồi ấy. Tùng ơi, Vợ thích lắm. Lần nào cũng vậy, em luôn dữ dội. Anh thì thích, còn em thì đau và khó chịu. Nhưng mà không biết sao em vẫn cứ chiều anh. Rồi thì mọi sự khó chịu cũng qua nhanh. Khi độ 10 phút sau anh mỏi. Xong chuyện anh vẫn nằm chẳng chịu rời. Em vừa mệt, vừa có chút hạnh phúc. Em lén nhìn ra khung trời, sao vẫn nhấp nháy lung linh. Tận mấy phút sau mới gạt anh ra khỏi, Em tiến lại phía con, nhìn nó mắt tròn trong veo ngơ ngác, vừa xấu hổ lại vừa ngại với con, em vội bế con vào gian bếp, rồi múc nước từ lu, rồi ảo ảo cả hai mẹ con. Chàng Hạ vẫn treo lơ lửng áng mây cao vút, nhìn con thơ ngây trong làn nước vui đùa, em chợt bùng lên chút ấm áp nhỏ nhoi, có cha ở bên rồi, chắc mẹ con mình sẽ hạnh phúc đấy nhỉ. Những ngày sau đó, quả thật có hạnh phúc, anh quan tâm đến con, mua cho con đủ thứ và cũng sắm cho căn nhà khang trang hơn hẳn nhưng anh không quen lao động chân tay anh chỉ đứng nhìn em trong công việc thường nhật anh yếu ớt với cây cuốc cây xẻng hai gánh lúa bao phân mang vác cho em thì anh luôn khó nhọc chỉ đêm đến trên giường anh mạnh mẽ vô tận sau cái đêm đầu anh đến ấy là đêm duy nhất có một lần còn sau đó gần như đêm nào anh cũng ngấu nghiến ít thì hai lần nhiều thì ba lần liên tiếp sáng dậy anh lại làm thêm lần nữa nên anh ở bên có hơn một tuần thôi nhưng em đã thấy dã rời uể oải phần vì công việc thường ngày trồng cấy nữa những lúc đó anh lăn ra ngủ chỉ còn mình em thức với con nhìn bóng mình in cô quạnh trên tường em chợt nghĩ rốt cuộc là anh yêu em vì tình yêu hay vì thứ tình khác để rồi sau đó anh lại vội vã trở về anh đến cũng bất ngờ và đi cũng bất ngờ như vậy nhưng sẽ không là bất ngờ nếu như biết chỉ khoảng hai ngày sau anh đi thì cô lan nhi lên thăm em đó là cuộc trốn chạy hèn hạ của anh khỏi em nhìn đồ đạc thay đổi cô hỏi em vì đâu mà có em đã không dám nói thật về anh em trả lời cô rằng là em tự mua nhưng những người dân ở đây họ chất phác họ không nói dối cô như em đã nói dối họ đã kể lại cho cô rằng chồng em lên thăm cô biết và về gặng hỏi em một lần nữa lan anh hãy nói thật cho mẹ biết trong thời gian qua con có gì giấu mẹ không con cứ nói ra mẹ vẫn tha thứ cho con được bởi vì là phụ nữ ai cũng yếu lòng cả nhưng mà em vẫn chọn cách nói dối cô nghe xong mà buồn rười rượi cô lên xe về lại thành phố rất lâu sau cô không lên thăm lại hai mẹ con nữa cũng không hỏi han gì đến bé jumi rủ cô rất quý bé jumi một cái tên ngoại lai like hoàn toàn mà do sejong đặt cho nó nhưng mà em cũng đồng ý bởi vì em cũng hy vọng con mình sẽ hạnh phúc hơn dù Mi, bé lớn một chút nữa sẽ đưa qua hàn cái tên như vậy tiện hơn sau này cho bé anh thì vẫn cách tuần lại lên thăm em rồi anh lại rời đi vội vã như khi anh đến em chỉ hiểu ra một sự thật phũ phàng khi đêm ấy em và anh đang cuồng nhiệt lấy nhau thì cô lan nhi xuất hiện trước mắt Cô đi bộ lên nhà chứ không phải là bằng ô tô. Mắt cô long lên giận dữ. Cô quát. Rốt cuộc thì hai người còn muốn lừa tôi đến bao giờ? Tôi không phải là không biết, mà đã cố tình không biết để chờ hai người thú thật. Nhưng mà tôi đã chờ rất lâu rồi. Em im lặng trong đau đớn câm bặt Còn anh thì lại vẫn đê hèn, chạy ra phía cô xin lỗi. Rằng anh chỉ là một chút đam mê mà thôi, chứ anh không phải yêu em như anh nói. Em đắng lòng, nghẹn ngào ở trong tim, anh bị ổi đến như vậy sao hả anh? Cô có vẻ không màng đến anh. Cô nhìn em cam phẫn và đẩy đau đớn. Cô nói, tôi đã tưởng rất yêu quý cô như con gái. Tôi nghĩ là cô trẻ con nên không bao giờ chấp. Vậy mà cô lại đang tâm lừa dối tôi. Cô đã từng từ chối sự giúp đỡ của tôi, tự làm trong khó nhọc để nuôi con gái khôn lớn. Tôi đã nghĩ cô có lòng tự trọng, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn thế. Anh ta ư, anh ta có tật xấu ấy là cờ bạc, từ khi sang Hàn đã mắc phải cái món nợ lớn. Nếu không bầu víu lấy tôi, e rằng anh ta đã chết bởi bọn xã hội đen Hàn rồi. Anh ta không tốt như cô nghĩ đâu, chỉ là một thằng đàn ông phục vụ các quý bà ở quán bar. Em ngỡ ngàng trước sự thật cay đắng, em vẫn biết người ta ai cũng có mặt trái, nhưng mà sao mặt trái của anh nó lớn như vậy chứ? Nhưng mà em đã không thể nào nghĩ nhiều hơn, khi mà cô vẫy tay cho đám đàn em phía sau lao lên, Chúng kéo em ra khỏi nhà và tống lên ô tô chở đi. Trong khi em vẫn nghe thấy tiếng họ đấm đá anh thùm thụp vọng lại. Cô tống cổ em trở lại bệnh viện tâm thần, nơi mà em đã đi từ đó. Trong tay có tiền, lại có quyền, dĩ nhiên là cô làm được điều mà cô muốn. Em gào khóc, đòi về bên con em, nhưng vô vọng. Em không cần ai tác động, cứ ở đây lâu. Xa con, chắc là cũng sẽ sớm điên mà thôi nếu như Sejong không trở lại trong cái ngày u tối đó để cứu em. Sáng hôm ấy cô Lan Nhi hẳn học, nhìn em và mắng. Cô cũng chỉ là một loại rẻ rách, không hơn không kém. Cô không biết phải trái là gì cả, không biết ai tốt với cô, trân trọng cô cả. Cô không xứng đáng là mẹ của Jumi, nên đừng có gặp nó nữa. Có phải cô rất thích trai phải không? Tối nay cô sẽ được thỏa mãn nhé. Tôi sẽ cho tất cả các bọn y tá bác sĩ ở đây. Cô tha hồ mà ngụp lặn rồi cô sẽ được trở thành con điên thật sự. Tôi hối tiếc khi yêu thương Cưu mang cô ra khỏi nơi này. Được bật đèn xanh, chúng chẳng có gì mà không dám làm với em, nên tối đó em đã bị chúng bắt đến phòng khám, rồi chuyện đã xảy ra. Nhất là giờ đây, em trở lại cái tuổi 15, em là gái một con trông mòn con mắt rồi, em không những xinh đẹp hơn xưa mà em còn mũm mĩm đầy đạn nữa nên dẫn đầu là lão toán và gần chục tên y tá bác sĩ ở trại mắt chúng sáng rực lên em run rẩy như con cừu nhỏ nép ở góc nhà trước bầy sói dữ bọn mày bình tĩnh lần lượt nhá anh toán dĩ nhiên là anh ở đây là chức vị cao nhất sau viện trưởng bọn em kính lão đắc thọ mời anh chiến trước rồi cho bọn em hưởng ké cũng được ạ em nghe chúng nó nói em hiểu hết chúng định làm gì nhưng em chẳng còn cách nào khác cả nơi này tính mạng của một con điên rẻ lắm em có thể chưa điên nhưng em đang trả giá cho cơn điên của người khác người mà em đã rất tôn kính như mẹ của mình em không nghĩ được rằng lòng thù hận đẩy con người ta ra như thế từ người hiền hậu trở thành kẻ vô nhân tính em sợ hãi, ánh mắt của bọn chúng thèm thuồng nhìn em, em cố gắng che đi những phần lộ liễu nhất. Lão toán đã hút xong điếu thuốc, lão rụi tàn xuống mặt bàn gỗ, khiến nó bùng đỏ lên rơi lả tả. Lão tiến lại gần em, lững thững nhìn chằm chằm. Giờ đã có người thay thế con hoa, hồi ấy con hoa cũng con gái, chỉ tiếc là sau này nó nghỉ việc theo chồng vào miền Nam, đến giờ vẫn còn tiếc con đấy, nhưng mà không sao, từ giờ anh em ta có con này nó còn ngon gấp chán vạn lần con hoa. Không ngờ, mất con quả lại vớ được con phượng hoàng. Em nghe lời nói của lão đâm ra phân uất nhớ đến chị Hoa mà thương chị vô cùng. Em nhắm mắt cam chịu cho mọi chuyện qua mau. Choang, choang, xoảng xoảng Tiếng cửa kính vỡ bụn rơi xuống sàn nhà. Cái cửa chỉ chốt khóa hở. Đã không chịu nổi cố đập phẫn nộ. Nó bung ra ngay lập tức. Một bóng con gái tức dốc lao vào. Đó là Sejong Em ấy tay cầm một cái gậy Em lao vào một túi bụi Em hét lên đầy uất ức Cút nhanh, ta đã, đã báo công an rồi Cút Lời đe dọa có vẻ hiệu quả thực sự Chúng bỏ chạy toán loạn ra khỏi phòng Sejong dỉu em dậy Em chỉ kịp nhìn tay em ấy Cổ tay bị kính cào vào Rồi em ấy ngất lịp Thật ra Sejong Em ấy đâu có báo công an Em ấy chỉ tình cờ gặp cô Lan Nhi say rượu Tuy để cho họ hại em Nhưng mà cô vẫn dằn vặt Cô nói ra miệng Nên Sejong biết đã đến cứu em kịp thời Em tỉnh dậy thì thấy em ở nơi khác Bên cạnh em là cô Lan Nhi Cùng với Sejong và bé Yumi Cô Lan Nhi nghẹn ngào Nhìn em ở đói Mẹ, mẹ xin lỗi con Rồi mẹ không có tư cách xin lỗi Mẹ không đáng để tha thứ đâu Nhưng mà chỉ cảm thấy cần phải xin lỗi thôi Em không biết nữa Tự dưng từ thủ hận lại chuyển sang thái cực như vậy. Thật chẳng bình thường, rồi em cũng biết sự thật. Bởi em càng về sau, càng hay bị say sẩm mặt mày. Em bị chóng mặt, thậm chí là hay bị chảy máu mũi. Có khi đến mức không cầm được. Những cơn đau đầu kéo dài liên miên. Một lần trong giấc ngủ miên man mê mệt, em trở tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xuê rôm nghẹn ngào bảo với cô Lan Nhi. Thật là hết cách rồi sao cô? Cháu cùng nhóm máu với chị cũng có thể cho chị tùy được. Xin cô hãy đưa chị sang Hàn làm phẫu thuật. Cháu xin cô đây, hãy làm hết mọi thứ có thể. Cháu nghĩ là được hay sao? Nếu làm được thì cô đã làm cả rồi, kể cả bán cả gia tài mà cô có. Coi như là chuộc lỗi với Lan Anh. Nhưng mà không thể cứu mẹ con cô ấy. Cháu có hiểu không hả Sejo? Lan Anh là đứa con cận huyết. Hai mẹ con cùng một người cha. Con bé bị gen đột biến, không thể cứu được bệnh máu trắng chỉ có thể cứu được ở người thường mà xác suất lại còn thấp nói gì đến con bé bộ gen sức đề kháng quá yếu ấy đã sao chép toàn bộ sang bé Jumi và chắc là cũng không được nổi bao ngày tháng nữa đâu căn bản là sức đề kháng miễn nhiễm đã quá thấp rồi em đau đớn và gục ngã hoàn toàn khi biết được em biết trách ai đây khi mở số phận em quá ngặt nghèo như vậy anh vẫn không đến thăm em, dù chỉ một lần sao, dù anh có xấu, có hiền nhát, cũng là người con trai em từng yêu, sao anh chẳng hề đến. Gần một năm sau, chị Lan Anh 16 tuổi rưỡi, chị đã yếu lắm rồi, căn bệnh máu trắng đã đến giai đoạn cuối. Bé Yumi khá hơn chút, tuy có thể đi lại bình thường, nhưng mà bé bị tim mạch bẩm sinh bởi bé cũng đang mang bộ gen cận huyết từ mẹ một chiều không có hoa xoan nở, chỉ có gió chớm hạ nóng bức, Xô đuổi đàn ve xào sạc trong tán hoa xoan. Chị Lan Anh ngồi dưới dạng hoa xoan cổng nhà mình, chị đã rất yếu rồi, khuôn mặt xanh nét. Tay chị vị lên cái xe lăn, bảo với em rằng Suy Dung, chị biết là chị không còn cơ hội nữa, nhưng chị không muốn chết. Nếu như mà có ngày mai, chị sẽ cố gắng mà chống chọi với bệnh tật. Chị không muốn đi trước bé Jumi, chị không đành lòng bỏ nó lại trên đời. Chị khóc và gục xuống Bởi ngày mai chẳng bao giờ đến Nước mắt chị tràn mi Ngóng qua con ngõ ngoàn nghèo Em biết chị mong một người Đó là anh ấy Dù tệ đi nữa Anh ấy cũng là người chị từng yêu Dù chỉ yêu qua cái tính chất kia mà thôi Cô Lan Nhi cấm em không cho anh biết Bởi vì cho rằng anh ấy không xứng đáng anh ấy tự rời bỏ cô Lan Anh với hai bàn tay trắng. Anh ý làm đủ nghề để sống với hy vọng có một món tiền tự tay làm mang về cho mẹ con chị ấy khi em tìm thấy anh là anh chỉ là kẻ vật vờ ở chợ người đường láng em đã đưa tiền bảo anh về bên chị rằng chị vẫn mong anh và không để sống được bao lâu nữa anh không nhận dù chỉ một nghìn vậy có đáng không anh anh trở lại cũng đã muộn đặt lên bàn tay lạnh giá của chị con hạc giấy anh gấp nó rất nhiều chắc đến cả trăm nghìn con ở trong lọ nhỏ anh ạ à, Cổ tích đâu có trong đời thật hả anh Dù anh gửi cả trăm ngàn ước nguyện lên cánh hạc Cũng thay đổi được gì đâu chứ anh Thay vì ngồi gấp nó trong u uất hoài mong Sao anh không trở về khi mà chị còn sống Cả đời anh nhu nhược chỉ biết đến vậy thôi sao Hay là dòng máu cờ bạc trong anh vẫn chảy Nên anh hy vọng ở một vận may Ở một phép màu Bé Jumi cũng đột quỵ Mất sau ít ngày chị mất Mộ hai mẹ con sát nhau Dưới dặn xoan đầu ngõ Tâm nguyện của chị muốn ở mãi dưới chân hàng xoan ấy. Còn anh Tùng quá đau khổ, cả cuộc đời anh cứ hiền yếu. Anh chỉ làm được một việc mạnh mẽ duy nhất, đó là tự kết liễu đời mình. Anh qua đời, bên cạnh hai nấm mộ, một to, một nhỏ. Cuộc đời có muôn vàn cảnh khổ, có những chuyện thực mà lại như mơ. Vì mơ khi tỉnh dậy sẽ hết và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng mà ác mộng trong đời thực chẳng bao giờ có lúc tỉnh. Loạn là tường rào cám rỗ nhất nhưng các bạn hãy nhớ rằng chỉ nên dừng ở giải trí cho vui trong chuyện còn đời thực những đứa con cận huyết không mấy khi khỏe mạnh khoa học đã chứng minh điều này pháp luật cũng khuyến cáo là cấm hôn nhân cận huyết mong rằng các bạn ai đó lỡ bước đam mê xin một lần hãy ngoảnh đầu trở lại để thế hệ tiếp sau còn có một ngày mai